Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.pro. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Tiên Công Khai Vật của tác giả Cổ Chân Nhân. Tập 43, chương 421, Thương Tiếc. Nghe được lời các đổi tu thành viên càng nói càng quá đáng, Trịnh Hóa lạnh lùng quát, đủ rồi. Những lời suy đoán không có bằng chứng, các ngươi hãy nuốt trọn vào bụng đi. Ta biết lúc này các ngươi đang tràn đầy nỗi buồn và giận dữ. Nhưng đừng để những cảm xúc này làm mê muội tâm trí. Hãy nhớ kỹ, các ngươi là người Trịnh gia, gánh vác vinh quang của Trịnh gia ta. Đừng để người ngoài cười chê. Mời Ninh Chuyết vào đây. Ninh Chuyết bước vào con đường, nhìn quanh, chỉ thấy một màu trắng bạc. Các tu sĩ Trịnh gia xếp hàng hai bên, có người ngẩng cổ, mắt nhắm nghiền, lặng lẽ rơi lệ. Có người che mặt quỳ xuống, đốt lễ vật giấy. Phần đông người thì nhìn chằm chằm vào Ninh Chuyết, giáo giác trừng mắt nhìn hắn. Trịnh Tiễn lúc sinh thời có uy vọng lẫy lừng, khi qua đời để lại mối thù sâu đậm cho cả Trịnh gia, khiến họ đoàn kết một lòng. Ninh Chuyết không khỏi nghĩ rằng những kẻ này bây giờ có lẽ gặp Kim Đan kỳ Dương Thiên Ngọc cũng dám xông lên đánh. Lúc này, Ninh Chuyết thầm cảm khái, Trịnh Tiễn thật sự được lòng người đến vậy. Khí phách của Trịnh gia quả là đáng ghi nhận. Bầu không khí tràn ngập sự thù địch của Trịnh gia dành cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết vừa đau lòng, vừa bước đến trước quan tài. Hắn đầu tiên là dâng lễ cho Trịnh Hóa, rồi đứng trước thi thể của Trịnh Tiễn, không nói một lời. Gương mặt hắn trầm lặng, mắt nhìn xuống, như thể đang thấm thía sự ra đi của vị anh hùng này. Một cơn gió nhẹ thổi, phất nhẹ tà áo của hắn, Ninh Chuyết chậm rãi mở to mắt. Lúc này, đôi mắt hắn đỏ hoe, tràn ngập vô vàn nỗi đau. Trịnh Tiễn huynh, Ninh Chuyết bi thương kêu lên, phá vỡ sự tĩnh mịch. Tiểu đệ sống nhạt nhẽo trong cõi đời này, huynh lại ra đi. Từ nay mặt trời mặt trăng chứng kiến, ta với huynh vĩnh viễn xa cách. Lúc này, tim tiểu đệ như bị dao cắt, đau nhói tận gan ruột. Ninh Chuyết rên rỉ, quỳ gối xuống đất, khóc nức nở. Trịnh huynh, ngày xưa cùng nhau luyện công, huynh mưu lược cao siêu, tiểu đệ hỗ trợ tay nghề, hai chúng ta phối hợp ăn ý, cơ quan tinh diệu như vậy mà thành. Tài hoa của huynh thật tuyệt vời, ta rất kính nể, được làm bạn với huynh, thật là may mắn lắm. Đau lòng thay Trịnh huynh, ta cùng huynh luyện công, sóng vai phá địch, dắt tay vượt qua mọi ải hiểm. Dù địch hung hiểm, nhưng với huynh bên cạnh, ta đánh đâu cũng thắng đó. Tiếc thay, vì Ninh tiểu tuệ, ta suýt thất bại, may có huynh an ủi, ngợi ca anh hùng khí phách của ta. Trịnh huynh, dù ta chỉ là một gia tộc lưu lạc, nhưng ta với huynh tâm ý tương thông và đã có ước định, ta đã hứa sẽ nhượng lại y viện cho huynh, còn huynh thì sẽ ủng hộ một số tiền lớn. Nay huynh đã khuất bóng, lời hứa trở nên vô nghĩa, lòng ta như bị lửa đốt. Ôi, như lửa đốt vậy. Ninh Chuyết xé toạc y phục trước ngực, nước mắt trào ra như suối, giọng khàn khàn, đau thấu tận tim gan. Thấy Ninh Chuyết tỏ ra tình cảm chân thành đến vậy, ai nấy đều không khỏi xúc động. Rất nhiều người giảm địch ý với y và bắt đầu khóc lóc ầm ĩ. Dù có người vẫn còn nghi ngờ Ninh Chuyết, nhưng giờ đây họ cũng bị nỗi đau thương lớn lao cuốn trôi, nước mắt lặng lẽ rơi. Tiếng khóc như một khúc nhạc não nuột, dần dần vang lên ầm ĩ. Ninh Chuyết bỗng vút lên giọng cất cao, huynh trưởng, cái chết của huynh ta nhất định không để yên. Tiểu đệ quyết báo thù cho huynh, xóa tan mối hận lạnh lẽo. Ta cùng toàn bộ huynh đệ Trịnh gia sẽ quyết báo mối thù tuyết hận này. Tiếng hét này như một tia lửa, châm ngòi cho nỗi căm hờn trong lòng mọi người, khiến họ cùng nhau gào thét. Báo thù, báo thù, chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ giết Dương Thiền Ngọc. Ta thề sẽ tàn sát toàn bộ Bất Không Môn. Trịnh Hóa nghe vậy, mí mắt run lên bần bật. Những lời nói của các hậu nhân Trịnh gia ngày càng quá đáng, hoàn toàn bị Ninh Chuyết khống chế. Trịnh Hóa vội vã đến đây, một mặt là để bảo vệ đội tu luyện, một mặt cũng là để ổn định tình hình, an ủi tâm trạng mọi người. Ninh Chuyết hét lên, nhường đường cho một làn sóng xúc động phẫn nộ, tình hình như muốn mất kiểm soát. Điều này khiến Trịnh Hóa không thể không lên tiếng, nghiêm nghị quát, báo thù là điều tất yếu. Nhưng nhìn các ngươi hiện tại, không ai đạt tới luyện khí, thậm chí cả trúc cơ đều không có. Làm sao có thể giết được một vị kim đan chứ? Bây giờ muốn báo thù, là báo thù hay là đi chịu chết? Hả?
Lời nói của Trịnh Hóa vô cùng uy nghiêm, khiến các tu sĩ trẻ tuổi im bặt. Trong sự yên lặng, Ninh Chuyết run rẩy đứng dậy. Hắn đối diện với Trịnh Hóa, cúi người hành lễ, Trịnh Hóa tiền bối. Trước đây, huynh trưởng Trịnh Tiễn đã gần như thỏa đáng thương lượng với ta, phía ta đã rời khỏi phần lớn các chức vụ cạnh tranh, chỉ giữ lại vài danh ngạch, còn quý phương thì dùng một khoản tiền lớn để bồi thường. Huynh trưởng Trịnh Tiễn là người ta kính trọng, mặc dù đã ra đi, nhưng ta vẫn sẵn sàng làm những gì trong khả năng của mình. Vậy làm thế nào để báo thù? Nói đến đây, Ninh Chuyết đứng thẳng người, buông tay xuống, liếc nhìn xung quanh. Hắn tiếp theo nói, dù chúng ta chỉ là những người tu luyện ở cấp luyện khí, nhưng cũng có một phương pháp báo thù duy nhất thuộc về chúng ta. Hắn giơ nắm đấm lên, vang dội trên mặt đất khi nói, kẻ thù không muốn chúng ta giành được các chức vụ trong tiên cung, vì vậy chúng ta nhất định phải làm được để khiến kẻ thù thất bại. Ta nguyện ý hỗ trợ Trịnh gia, tự mình ra tay, giúp mỗi một thành viên trong Trịnh gia thay đổi đội hình tu luyện, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng tăng cường tu vi để các ngươi sớm tiến vào y viện, nhận lấy chức vụ y sĩ. Đồng thời, ta ở đây cùng các vị ước định, từ nay về sau, Ninh gia sẽ không còn tập trung vào việc giành lấy các chức vụ trong y viện. Mặc dù Ninh gia đã giành được một số chức vụ trong y viện, nhưng tại đây ta lấy danh dự của Ninh gia mà thề, chúng ta sẽ không còn tăng thêm các chức vụ trong y viện nữa. Lời vừa nói ra, toàn bộ gian phòng đều rung động. Trịnh Hóa cũng nhìn Ninh Chuyết với ánh mắt khác. Sau khi Ninh Chuyết rời đi, các tu sĩ trong Trịnh gia bàn tán với nhau, đã có sự thay đổi rất lớn trong cách họ nhìn nhận Ninh Chuyết. Không ngờ Ninh Chuyết lại có thể làm được như vậy. Như vậy thì thật đáng kính, trước đây ta đã hiểu lầm hắn. Ngay cả nếu hắn không làm như vậy, Trịnh gia ta cũng không phải không thể đánh bại Ninh gia và giành lấy y viện sao. Không nên coi thường Ninh Chuyết. Trong chúng ta chỉ có Trịnh Tiễn lão đại mới có thể khống chế được hắn. Ta cảm thấy trước đây ta đã nhìn nhầm Ninh Chuyết. Hắn hoàn toàn có thể không làm như vậy, nhưng hắn lại làm. Hắn vừa mới thể hiện sự tiếc nuối và khóc nức nở, chứng tỏ mặc dù xuất thân khác biệt, nhưng hắn và Đầu Nhi vẫn là tri kỷ anh hùng. Ninh Chuyết trở về chỗ tạm trú, gặp gỡ Ninh Tự Phạm. Hắn đã sẵn sàng báo cáo về hành động vừa rồi. Ninh Tự Phạm hỏi, nhìn vẻ mặt ngươi, đã xong chuyện rồi, ngươi thực sự muốn giúp đỡ Trịnh gia sao? Ninh Chuyết nghiêm trang đáp, lão tổ tông, ta chính là nghĩ như vậy. Vừa rồi, Trịnh Tiễn hoàn toàn giúp ta phân tán hỏa lực, nếu Dương Thiền Ngọc trước tiên ra tay với ta, thì dù có phù lục bảo vệ cũng chỉ có thể chống đỡ được một ít. May mắn ta vẫn còn sống, hắn có công lao. Thứ hai, mâu thuẫn giữa gia tộc ta và Trịnh gia tại y viện vẫn chưa được giải quyết. Thứ ba, làm như vậy, ta sẽ thu hoạch được rất nhiều danh vọng chính đạo. Nếu ta không làm như vậy, theo sức mạnh của Trịnh gia, họ vẫn sẽ đẩy lui gia tộc ta. Thứ tư, để các tu sĩ của Trịnh gia chiếm lĩnh các chức vụ trong y viện trước cũng không tệ. Đừng quên, Thái Thanh Cung và Bất Không Môn đều là kẻ thù của Trịnh gia. Không biết tương lai sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Nghe xong lời phân tích này, Ninh Tự Phạm mới lộ vẻ vui mừng, vuốt râu nói, tốt lắm, tốt lắm. Tuổi còn trẻ, nhưng suy nghĩ của ngươi lại rất chu đáo. Bất Không Môn muốn ngăn cản các ngươi hành động, đó là điều hiển nhiên. Chính vì thế mà Dương Thiền Ngọc trước tiên giết Trịnh Tiễn, bởi vì cảm ứng được trên người ngươi có vật bảo hộ. Dù sao, nàng ta là đệ tử của Bất Không Môn, rất am hiểu cảm giác của các vật bảo. Còn cái vật bảo hộ này không phải do con luyện chế, nên không thể thu nhập vào thể nội, mà khí tức cũng luôn thoát ra ngoài, dễ bị phát hiện như thường. Vì thế, ngươi không cần phải quá cảm kích Trịnh Tiễn như vậy. Hãy trách hai vị kim đan lão tổ của nhà hắn, họ không chú ý đến một tài năng tu sĩ như hắn, cung cấp cho hắn quá ít vật bảo hộ thân. Ninh Chuyết tỏ vẻ ngộ ra, vậy ra là như thế. Từ đây, hắn đã hoàn thành việc phân chia hai phe Trịnh gia và Ninh Tự Phạm, mở ra con đường hợp tác rõ ràng giữa hai bên. Ninh Tự Phạm lại nói, hãy đưa cho ta cái du quang thủy hoạt phù, ta sẽ bổ sung pháp lực cho ngươi. Ta lại ban thưởng cho ngươi một phù, gọi là thủy đáo ngư hành phù. Nó tuy không có linh tính, nhưng nếu được tế luyện bằng tinh huyết, vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng được. Nếu sau này gặp lại tình huống như hôm nay, khi du quang thủy hoạt phù bị kích phát, ngươi hãy dùng thủy đáo ngư hành phù. Nó có thể phối hợp với du quang hơi nước, tăng tốc độ và linh hoạt chuyển hướng rất vừa vặn. Không cần Ninh Chuyết nhắc nhở, Ninh Tự Phạm đã chủ động cung cấp cho hắn thêm nhiều phương pháp bảo vệ mình. Dù sao, một kẻ thiên tài như Trịnh Tiễn cũng đã bị sát hại,
gần ngay trước mắt. Sau đó vài ngày, Ninh Chuyết thực hiện lời hứa, tự mình giúp đỡ Trịnh gia thay đổi đội ngũ tu luyện, nâng cao thành tích của họ, để họ nhanh chóng tiến vào y viện, đạt được chức vụ y sĩ. Trong lúc đó, Ninh Chuyết tự mình đi một chuyến trọng yếu để lấy lại linh hồn mới. Dương Thiền Ngọc đã cướp lấy hồn của Trịnh Tiễn. Cái hồn này sau đó rơi vào tay Tôn Linh Đồng, bị hỏa táng bàn nhược giải linh kinh luyện hóa, chiết xuất ra một chút linh tính. Tuy nhiên, chỉ dùng hồn phách, linh tính chỉ đạt được 3 phần. Ninh Chuyết đã thành công chế tạo ra một chiếc nhẫn linh khí, thu nạp linh tính của Trịnh Tiễn, đeo vào ngón trỏ tay trái của mình. Ninh Chuyết một mặt tìm kiếm những vật của Ninh Tiểu Tuệ và Trịnh Tiễn khi còn sống, một mặt chăm sóc Ninh gia, cố gắng sắp xếp để họ nhanh chóng chiếm lĩnh ngũ hành pháo đài. Hơn nữa, hắn cũng đạt được thỏa thuận với Chu Trạch Thâm, hỗ trợ họ nhanh chóng giành được một chút chức vụ trong pháo đài. Ninh Chuyết do đó thu hoạch được không ít thù lao. Trên đỉnh Hỏa Thị Sơn, sâu trong mây khói, Mông Vị trừng mắt xuất ra tinh mang, lại một lần nữa thực hiện thần thông, tọa sơn quan phong vân. Đại Phong Phủ, Vân Dương Phủ, cơn gió lớn nổi lên, mây bay phấp phới, tọa sơn quan vang vọng. Mông Vị bỗng thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi. Ngọn lửa bừng cháy, long quy như núi, gánh vác tiên thành, dẫm nát phiến đá, ngẩng đầu gầm lên. Bầu trời đêm tối đen như mực, một con chim khổng lồ đen phun ra những tia sáng, bay lượn xung quanh, như muốn lao xuống. Một gốc cây khổng lồ chống trời đạp đất, dọc theo thân cành và rễ cây, sâu đâm vào long quy trên thân, quấn lại càng sâu hơn. Long quy yếu đi, bị cắm rễ, vết thương trên người chảy ra dung nham đỏ tươi như máu. Nó rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nham tấm vỡ vụn, để nửa thân dưới rơi vào trong nham tương nóng bỏng, bao phủ trong xu thế kịch liệt. Mông Vị cố gắng quan sát, hai mắt chảy ra huyết lệ. Làm sao lại như vậy? Vì sao? Ta vì sao không nhìn thấy khí vận của Bất Không Môn? Tôn Linh Đồng, Dương Thiền Ngọc đại diện cho khí vận, họ đi đâu rồi? Đây đã là lần thứ hai Mông Vị sử dụng thần thông này. Trước đó, lần đầu tiên là sau trận hỗn chiến Kim Đan. Nhưng cả hai lần sử dụng pháp thuật này, hắn đều không nhìn thấy khí vận của Bất Không Môn. Điều này khiến hắn khó có thể lý giải. Bỗng nhiên, dung nham bỗng nhiên phun trào, hình thành một cơn thủy triều khổng lồ. Dung nham nóng bỏng tạo thành một vòng xoáy, hung hăng cuốn lấy long quy, kéo nó xuống dưới. Long quy phát ra một tiếng rên rỉ, cố gắng leo ra nhưng chỉ càng lún sâu hơn. Thấy cảnh này, Mông Vị lập tức quên hết những nghi vấn trước đó, vẻ mặt tràn đầy sự nghiêm trọng. Xích diễm yêu thú chiều hung ác bắt đầu xuất hiện. Cùng lúc đó, Hỏa Thị Sơn bị tấn công, Nguyên Anh cấp bậc tẩu hỏa xà phát ra một tiếng kéo dài thê lương, liệt diễm thân thể bừng bừng trực tiếp lao tới dung nham tiên cung. Chương 422, Trưởng Trung Huyền Cơ. Dung nham tiên cung. Ninh Chuyết thân lồng phù vân, ngồi yên trên mặt đất. Dưới vân ẩn hàm, hắn rõ ràng có 9 tầng khí hải tu vi, nhưng chỉ biểu hiện ra 4 tầng. Gần đây, hắn tiêu hao pháp lực quá nhiều. Dù có 9 tầng tu vi pháp lực, hắn cũng cảm thấy không đủ dùng. Không chỉ hắn, mà cả tam gia đổi tu đội cũng như vậy. Bọn họ vừa phải tiêu hao pháp lực để hoàn thành các nhiệm vụ, kiếm lấy công tích, vừa phải tranh thủ thời gian tu hành, thúc đẩy tu vi của bản thân. Quả thực là vô cùng khổ sở. Tuy nhiên, ba nhà cũng lấy ra phần riêng của mình, cung cấp số lượng lớn đan dược, hết sức bù đắp cho những đội viên tu luyện yếu kém, cố gắng giải quyết mọi trở ngại trong tu hành của họ. Ngay cả Chu Huyền Tích và Chu Trâm, hai vị tu sĩ kim đan, cũng tự móc tiền túi, đưa cho họ rất nhiều phụ cấp. Nhờ đó, Ninh Chuyết thu được rất nhiều đồ tốt, phần lớn vẫn còn lưu giữ. Tu vi của hắn đã vượt quá xa, thật sự không cần đến chúng. Bỗng nhiên, thần hải bị rung chuyển, Ninh Chuyết sử dụng ngã Phật tâm ma ấn vội vàng phóng ra Phật quang. Phật quang bao phủ toàn thân Ninh Chuyết, ai dám dò xét số mệnh của ta. Ninh Chuyết vội vàng ngừng hô hấp, tập trung toàn bộ pháp lực vào phía dưới vân ẩn hàm. Cả hai phối hợp ở dưới, hoàn hảo che giấu số mệnh của hắn. Đùng, một tiếng động vang dội, Ninh Chuyết bỗng cảm thấy giường đều rung chuyển. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài có chuyện gì? Ninh Chuyết đang ở phù vân mở to mắt. Lúc này, ánh sáng Phật quang đã biến mất. Rõ ràng, người dò xét hắn đã ngừng hành động này. Ninh Chuyết lập tức thu hồi phù vân, nhảy xuống đất, bỗng nhiên mở cửa phòng, bước vào trong nội viện. Ninh Tự Phạm đã đứng trong viện, nhìn về phía xa trời. Ninh Chuyết vừa muốn hỏi han, ánh mắt liền bị cảnh tượng trên bầu trời cuốn lấy.
chỉ thấy một con tẩu hỏa xà, cao gần trăm trượng, thô như cổ cây. Nó ngẩng cao đầu, rồi cái đầu rắn như cái búa thành, hung hăng đâm vào hình tròn quang cháo bên trên dung nham tiên cung. Đùng, âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Ninh Chuyết. Dưới chân hắn, dung nham tiên cung lại một lần nữa rung chuyển dữ dội. Hóa ra, vừa rồi chính là nó gây ra tiếng động. Ninh Chuyết lập tức hiểu ra, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lão Tổ Tông, đây chẳng phải là Nguyên Anh yêu vương sao? Ninh Chuyết đã từng gặp những yêu thú như tẩu hỏa xà cấp kim đan, nhưng con vật khổng lồ này, với sức mạnh như vậy, chắc chắn không phải loại kim đan có thể sánh bằng. Ninh Tự Phạm gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, đúng vậy. Ninh Chuyết trong lòng rung động, nghĩ thầm, trận xích diễm yêu thú triều, chẳng lẽ thật sự có sự có Nguyên Anh yêu thú xuất hiện ư? Ninh Chuyết nghiến răng nói, trên quang cháo kim sắc, nhanh chóng xuất hiện những khe hở lớn. Tiếng răng rắc rõ ràng như vậy, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Những tu sĩ trong dung nham tiên cung hầu như đều bị đánh thức, ngước nhìn cảnh tượng này với vẻ lo lắng vô cùng. Những người có tu vi cao nhất chỉ đạt đến cấp bậc kim đan, đối mặt với kẻ thù cấp Nguyên Anh, họ hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Dù dung nham tiên cung có thể áp chế được năng lực của chúng, nhưng chắc chắn sẽ phải trải qua một trận chiến ác liệt. Mong vị thành chủ đại nhân, vì sao ngài vẫn chưa xuất thủ? Ninh Chuyết vội vã hỏi, hắn so với những người khác còn có thêm một nỗi lo lắng. Đó chính là công tích, xích diễm yêu thú triều do Ninh Chuyết và Long Ngoan Hỏa Linh phối hợp dẫn phát. Nếu để cho tẩu hỏa xà cấp Nguyên Anh phá hủy quang cháo, gây ra thiệt hại lớn cho dung nham tiên cung, thì điều này sẽ trở thành một kết quả trái ngược lớn đối với công tích của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết vừa dứt lời, liền thấy Mông Vị đã ra tay. Sau lưng tẩu hỏa xà, mây khói cuộn trào, bỗng nhiên hiện ra một bàn tay to lớn của con người. Thần thông, trường trung huyền cơ, bàn tay khổng lồ như chậm mà nhanh, chớp mắt đã tới sau lưng tẩu hỏa xà. Nhìn thấy liền muốn một phát bắt được tẩu hỏa xà, nhưng bỗng nhiên nó phát ra một tiếng rú, toàn thân lửa hừng hực đột nhiên bung ra, hình thành một đôi hỏa vũ rộng lớn. Đùng, tẩu hỏa xà bỗng nhiên một cái, tại chỗ chỉ còn lại một dải hỏa tinh, toàn bộ xà thân vọt bắn mà đi. Bàn tay khổng lồ bắt trúng không khí. Mông Vị kinh ngạc, cái này Nguyên Anh cấp tẩu hỏa xà, mặc dù tu vi không cao, nhưng lại nắm giữ hỏa hành pháp thuật. Mông Vị hít sâu một hơi, toàn lực điều động hộ thành đại trận, chấn áp sôi trào lên, sắp triển khai điên cuồng tấn công xích diễm yêu thú triều. Tẩu hỏa xà tạm thời không đến gây hại, bay lên trên dung nham tiên cung, há miệng phun ra những ngọn lửa bừng bừng. Những ngọn lửa này có nhiệt độ cực cao, bám vào trên kim quang cháo, rất nhanh đã khiến cho bảo hộ kim quang trở nên ảm đạm. Toàn bộ dung nham tiên cung chịu ảnh hưởng của nhiệt độ đột ngột tăng lên, khiến không ít tu sĩ đều lộ vẻ khó chịu, mặt đỏ bừng. Mông Vị hét lớn một tiếng, thi triển thần thông, gây ra mưa gió. Nhưng dù cho có gió mưa nhiều đến đâu, cũng chỉ tạm thời ngăn cản được ngọn lửa, chứ không thể dập tắt được. Xong rồi. Phải treo chống mà chống đỡ cho quang cháo, tiêu hao pháp lực cực kịch. Những món nợ này chắc chắn sẽ có một phần rơi vào đầu ta. Ninh Chuyết thầm than. Mông Vị lại vận dụng thần thông, lại triệu hồi pháp bảo, hướng về tẩu hỏa xà. Tẩu hỏa xà gào thét một tiếng, hỏa rực vỗ cánh, hạ xuống. Nó quả thật đã phá vỡ thần thông, đánh bay pháp bảo, nhưng sau đó thế lực vẫn không giảm, đùng một tiếng, như sao băng rơi xuống đất, lần thứ ba đụng vào kim quang cháo bên trên. Đùng. Lần này, vết nứt lớn nhanh chóng lan rộng, gần như xẻ ngang bầu trời, như muốn mở toang cả kim quang cháo. Tẩu hỏa xà trên thân tràn đầy vô số hỏa cầu xuyên qua khe hở, nhanh chóng chảy vào bên trong. Chúng xuyên qua quang cháo, chính thức tiến vào dung nham tiên cung trên không, ngưng tụ thành hình, hóa thành bát thủ kim đan kỳ tẩu hỏa xà, hàng chục con trúc cơ kỳ, trên trăm đầu luyện khí kỳ. Chiêu này không phải thần thông, mỗi một con hỏa xà đều là độc lập sinh mệnh. Nguyên lai, tẩu hỏa xà sinh mệnh là một tồn tại rất đặc biệt, bản thân là một đoàn liệt diễm, không có huyết nhục thân thể. Trong tộc đàn của tẩu hỏa xà, chúng có thể liên kết với nhau, tạm thời hợp thể. Con Nguyên Anh kỳ tẩu hỏa xà kia chắc là do lượng rất lớn đàn tẩu hỏa xà hợp thể mà thành. Nguyên Anh tẩu hỏa xà cứ thể ở trên đỉnh của quang cháo điên cuồng tấn công phá hủy lá chắn nhằm mục đích tạo thêm kẽ hở để nhiều con tẩu hỏa xà khác tiến vào hơn. Mông Vị lại thi triển trường trung huyền cơ, một lần nữa chụp tới. Tẩu hỏa xà ngẩng đầu cuộn tròn thân thể, thể hiện ra sự linh mẫn khó tưởng, tránh thoát được một chảo này.
nhưng Mông Vị lần này đã rút kinh nghiệm, chuẩn bị sẵn đòn trưởng trung huyền cơ thứ hai liên tiếp chộp tới. Lần này tẩu hỏa xà không kịp né tránh, xà thủ bị Mông Vị chắc chắn bắt lấy. Nó không cam lòng phát ra tiếng kêu, nhưng vẫn không thể chống cự được sức mạnh đại thủ, bị quật bay ra ngoài. Ầm. Nó trực tiếp đâm vào miệng hỏa sơn thẳng đứng trên vách động, phát ra tiếng vang kịch liệt. Tẩu hỏa xà đau đến kêu dài, đuôi rắn chui vào trong nham tương, khuấy động dung nham, bỗng nhiên bị hất lên. Một dòng nham tương mênh mông dâng lên tận trời, hung hăng tấn công vào đại thủ đang nắm giữ pháp lực của nó. Pháp lực trong đại thủ lập tức bị nung chảy, trở nên tàn phá không chịu nổi. Tẩu hỏa xà kích động vặn vẹo thân mình, muốn thoát khỏi, nhưng Mông Vị lại một lần nữa đè nó xuống bằng đại thủ. Như vậy, hai bên rơi vào trạng thái giằng co. Bên trong dung nham tiên cung, các tu sĩ và bầy tẩu hỏa xà đã giao phong. Trên bầu trời và mặt đất, hai bên triển khai cuộc chiến ác liệt. Binh đối binh, tướng đối tướng. Chu Huyền Tích, Chu Trâm cùng đồng bọn, lượn lờ giữa không trung, điên cuồng tấn công vào các con kim đan tẩu hỏa xà, cố gắng hết sức ngăn chặn bọn chúng tiếp cận được mặt đất. Cũng có những con kim đan tẩu hỏa xà, không có phi hành thuật, chỉ có thể rơi xuống mặt đất, bị các kim đan tu sĩ chặn lại, hai bên giữa các tòa nhà kiến trúc đang triển khai cuộc chiến ác liệt. Đều là chiến công của ta gây nên. Ninh Chuyết vẻ mặt cùng tâm tình đều vô cùng nặng nề. Những điều hắn có thể làm được chính là tập hợp các đệ tử của Ninh gia xông vào chiến trường, hết sức vì bản thân mà đền bù công tích. Phá hủy đi, phá hủy đi. Trong đại điện của Dung Nham Tiên Cung, Long Hoan Hỏa Linh hưng phấn gào thét. Nó toàn lực điều khiển, nhường lại những nơi mà quang cháo bị nứt vỡ cho kẻ khác, để cho cơ quan tạo vật chủ lực luôn tránh né những con tẩu hỏa xà mạnh mẽ, chỉ hướng về phía những chỗ yếu. Đối với nó, Dung Nham Tiên Cung là nơi tạm trú của thân thể, đồng thời cũng là một cái lồng giam khổng lồ. Càng nhiều Dung Nham Tiên Cung bị phá hủy, nó tuy bị thương càng sâu, nhưng lỗ hổng trong lồng giam cũng càng lớn. Luôn có một thời khắc, cái lỗ hổng này sẽ lớn đến mức ta có thể thoát ra khỏi nó. Vì tự do, tất cả đều vì tự do. Ta chịu đựng được, cứ thoải mái mà thể hiện ra khí phách của tộc tẩu hỏa xà. Ừm, dù rằng chúng ta đều không có xương cốt. Long Hoan Hỏa Linh vẫn chú ý đến trận chiến của các Nguyên Anh và còn động viên những con Nguyên Anh tẩu hỏa xà. Ninh Chuyết thở sâu một hơi, vỗ nhẹ vào túi đồ đeo bên mình, lập tức thả ra 10 con hỏa bạo hầu. Những hỏa bạo hầu này lập tức xông tới một đám những con luyện khí kỳ tẩu hỏa xà. Trận chiến không kéo dài bao lâu, tiếng nổ vang liên tục. Thân thể tẩu hỏa xà bị tàn phá, nhưng chỉ sau vài hơi thở, nó đã phục hồi như cũ. Ninh Chuyết nhíu mày sâu lắng. Hỏa bạo hầu tự bạo là kỹ năng mạnh nhất của hắn, nhưng tẩu hỏa xà cũng không phải là sinh vật yếu ớt, nên hiệu quả của kỹ năng này không lớn. Bầy tẩu hỏa xà lao tới tấn công Ninh Chuyết, chúng rối loạn, quấn lấy nhau. Khi lao tới trước mặt Ninh Chuyết đã tiến hành hợp thể, sinh mệnh khí tức đã đạt tới cảnh giới trúc cơ. Ninh Chuyết lại vung tay, thả ra hỏa trúc xà. Hỏa trúc xà và trúc cơ tẩu hỏa xà giao đấu, trong chốc lát không phân thắng bại. Ninh Chuyết tận dụng cơ hội, phóng ra 10 đầu cơ quan phi du thủ, mỗi cái cánh tay của cơ quan đều bắn ra thần thông. Một cơn bão băng giá dữ dội đổ xuống, trúc cơ tẩu hỏa xà sụp đổ, lại biến thành hàng chục con rắn khí lực yếu, rồi bị thần thông bao phủ, tất cả đều bỏ mạng. Hỏa trúc xà bị thương nặng, tiêu hao rất nhiều. May thay, Ninh Chuyết vẫn còn dự trữ hỏa trúc xà, không chỉ có mỗi con này. Hắn lại tiếp tục ra tay giết chóc. Đùng, đùng, đùng. Trên đỉnh đầu hắn trống rỗng, liên tiếp vang lên tiếng sấm nổ. Mỗi lần sấm nổ đều là biểu hiện của Mông Vị và Nguyên Anh cấp tẩu hỏa xà giao chiến ác liệt. Trận này là trận phòng ngự quyết định, vẫn là Nguyên Anh kỳ đọ sức. Đây là điều mọi người đều rõ ràng. Cuối cùng, tại Mông Vị đã sẵn sàng, một tay chặn đường tẩu hỏa xà, một tay bay trở về, kéo dài khoảng cách. Pháp lực cự thủ dựng thẳng ở giữa không trung, bắt đầu bấm ngón tay diễn toán. Mông Vị trừng mắt trắng dã, lạnh lùng quát, tẩu hỏa xà, ta đã tính toán. Ngươi tất sẽ bại. Chỉ trong một khắc, pháp lực cự thủ sụp đổ, như mây mù, nhanh chóng tiêu tán. Còn Nguyên Anh tẩu hỏa xà trên thân, liên tiếp nổ vang, lập tức bị nổ thành tàn tật. Tẩu hỏa xà ban đầu chưa để ý, nhưng rất nhanh, nó liền bắt đầu hoảng sợ. Vì nó hoảng hốt phát hiện ra rằng, thương tích của mình không cách nào hồi phục như cũ. Trong giây phút này, ưu thế về thân thể máu thịt tựa như chẳng còn sót lại gì.
Các bạn đang nghe chuyện Tiên Công Khai Vật của tác giả Cổ Chân Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendọcviệt.pro. Chương 423, dâng lên bảo ấn. Tẩu hỏa xà bị thương nặng, bắt đầu có ý định rút lui. Nó vỗ cánh bay đi, lập tức xông vào nham tương một cách nặng nề, để lại sau lưng một tia hỏa diễm nóng rực. Đáng tiếc, nó không có sức chịu đựng đến cùng. Mông vị hai mắt trở lại bình thường, ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt. Vừa mới sử dụng sát chiêu, cũng khiến hắn tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Tẩu hỏa xà vừa rút lui, những con yêu thú xung quanh cũng hoảng loạn, tinh thần suy sụp, rất nhiều yêu thú trực tiếp chạy trốn, học theo tẩu hỏa xà như vậy, chui vào bên trong nham tương. Ngược lại, nhóm tu sĩ nhân tộc cùng hò reo, vẻ lo lắng tan biến. Bọn họ thừa thắng xông lên, các loại pháp khí, pháp bảo, thần thông ập xuống, dồn ép tẩu hỏa xà khiến cho chúng không kịp hỗ trợ lẫn nhau, dần dần không thể chống đỡ nổi. Sau đó không lâu, chúng liền hết thảy ngã xuống trong chiến trường. Ninh Chuyết đứng trên chỗ cao, liếc nhìn một vòng. Nhìn thấy cảnh khắp nơi đều là chiến trường hoang tàn, lòng hắn rất là nặng nề. Những thiệt hại này khi truy cứu xuống dưới, hắn chẳng biết công tích của mình sẽ bị tiêu hao đến mức nào. Hắn tâm thần trầm xuống, xem lại công tích của mình, 327. Nhờ vào sự cố gắng của cả đội, công tích cuối cùng của Ninh Chuyết không phải số âm mà đã dư giả ra một tí, còn đột nhiên tăng mạnh, dâng lên đến hơn 300. Nhưng khi bị truy cứu trách nhiệm, điểm công tích tích lũy ấy của ta rất có thể chỉ là hạt cát trong sa mạc. Cũng không đủ công tích, thứ tự của ta không phải đứng đầu, làm sao có thể chen chân vào danh sách thi đỉnh. Ninh Chuyết cảm thấy rất sầu lo. Không được, phải nghĩ biện pháp, kết giao với người của phủ thành chủ. Mượn nhờ lực lượng của bọn họ. Không được, Ninh Chuyết đã nắm giữ 3 chức vụ, tương ứng với 3 tòa nhà cơ quan kiến trúc, hầu như các chức vụ quan trọng đều đã bị chiếm hết. Ngoài ra, các chức vụ khác trong cơ quan kiến trúc, Ninh Chuyết cũng không được hưởng phần chia công tích. Liệu ta có thể nhập vào tiên cung và nhận lấy các chức vụ khác trong tiên cung chăng? Ninh Chuyết phát hiện ra con đường này cũng không thể đi được. Một mặt, Tam Gia Minh Ước đã quy định rõ, cấm cản y trong khoảng thời gian này không được nhập vào tiên cung. Mặt khác, Tam Tông Thượng Nhân đang tổ chức các thử thách, không phải chỉ có người thắng cuộc mới được hưởng, mà là quan tâm đến tất cả mọi người, ngay cả những yêu thú như Viên Đại Thắng cũng được cho cơ hội. Ninh Chuyết hiểu rằng, cho dù y lại thông qua thử thách, nhận lấy các chức vụ, trước đó những quyền lực và địa vị như vậy sẽ tự động bị từ bỏ. Nói cách khác, thông qua các thử thách này, một đệ tử tối đa chỉ có thể nắm giữ 3 chức vụ. Tam Tông Thượng Nhân khuyến khích sự cạnh tranh công bằng hơn, họ muốn để những người đến sau cũng có cơ hội. Ninh Chuyết trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng cảm thấy vẫn là phải nhờ đến cơ quan thuật, ra tay diệt trừ yêu thú, bảo vệ dung nham tiên cung. Hắn dự đoán tình thế, phán đoán tiếp theo, Nguyên Anh Tẩu Hỏa Xà nhất định sẽ đem quân tiến đánh tiên cung một lần nữa. Nếu có thể tìm ra một phương pháp hiệu quả hơn, tiêu diệt xích diễm yêu thú, bảo vệ dung nham tiên cung, ắt hẳn sẽ có một phần thưởng tương xứng. Ninh Chuyết nhờ vào am hiểu thâm sâu về cơ quan thuật, rất nhanh đã tìm ra một hướng đi. Đó chính là cải tạo hỏa bạo hầu, để nó có thể đánh cắp thể nội hạch tâm của tẩu hỏa xà. Hạch tâm chính là mệnh căn của tẩu hỏa xà, nếu như bị lấy mất, thì sức chiến đấu của tẩu hỏa xà sẽ giảm đi 9 phần 10. Trong việc này, điều mang lại cảm ứng then chốt cho Ninh Chuyết chính là Viên Đại Thắng hồi thủ đào và toái dương thủ. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Ninh Chuyết. Trong những ngày kế tiếp, Nguyên Anh tẩu hỏa xà liên tục tái đánh. Bầy tẩu hỏa xà không ngừng xâm nhập vào tiên cung. Việc thanh trừng tẩu hỏa xà khiến các tu sĩ trong tiên cung vô cùng mệt mỏi, phải ứng phó với nhiệm vụ này. Ninh Chuyết đã thực hiện kế hoạch cải tiến hỏa bạo hầu, nhưng tiến triển vẫn chưa được như ý. Trong quá trình nghiên cứu phát minh, hắn nhận ra còn phải giải quyết rất nhiều vấn đề, cần phải thử nghiệm, phối hợp nhiều loại tài liệu mới có thể tiến triển. Tuy hắn vẫn tin tưởng sẽ thành công, nhưng thời gian lại quá gấp rút. Tuy nhiên, trong quá trình gian khổ này, hắn cũng đã có một số thu hoạch. Những vật mà Trịnh Tiễn để lại đã rơi vào tay hắn. Bên kia chợ đen, bọn thuộc hạ cũng đang thể hiện giá trị của mình. Nhưng những di vật của Ninh Tiểu Tuệ không nhiều lắm. Nghe nói, bà nội của Ninh Tiểu Tuệ dường như bị chấn động nặng nề, rơi vào cảnh điên cuồng, suốt ngày đêm ẩn náu trong phòng, thu thập mọi thứ có liên quan đến Ninh Tiểu Tuệ bên cạnh mình. Bà nhìn vật nhớ người, lúc thì rửa mặt bằng nước mắt, lúc thì gào thét điên dại. Dù là tiếng khóc hay tiếng la, đều khiến người ta kinh hãi.
Ninh Chuyết tại phòng trị liệu trung tâm, hỏa táng di vật của hai người. Hắn đã thành công trong việc bổ sung linh tính của Trịnh Tiễn lên 10 phần. Những di vật của Ninh Tiểu Tuệ rất ít, chỉ có phù băng bạch ngọc thủ cơ, hắn đã đẩy linh tính của nó lên 6 phần. 6 phần linh tính đã được bổ sung, mặc dù cũng có thể sử dụng băng chi ngọc thủ, nhưng chỉ đủ để dùng một lần. Dựa theo Ninh Chuyết phỏng đoán, sau khi sử dụng vạn ngày, linh tính của phù băng bạch ngọc thủ tất nhiên sẽ bị tiêu hao nhiều, sắp đến mức hư hỏng. Ngoài ra, những thu hoạch khác chính là Tôn Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc. Dưới sự chiếu cố của Ninh Chuyết, công tích của Tôn Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc không ngừng tăng mạnh. Tuy rằng danh sách thi đình có hạn, nhưng nếu Ninh Chuyết được ghi vào đó, thì điều đó sẽ rất có lợi cho bản thân y. Điều then chốt hiện tại chính là công tích của ta. Nguyên Anh Tẩu Hỏa Xà lại một lần xâm phạm, Mông Vị đã đánh nó lùi lại. Vốn dĩ, mọi người đều cho rằng đây sẽ là một trận chiến thắng quen thuộc. Nhưng khi một tòa kiến trúc trọng yếu sụp đổ, trong chính điện Long Ngoan Hỏa Linh, bỗng nhiên vang lên tiếng cười lớn. Ha ha ha, thành công rồi, ta cuối cùng cũng thành công. Dung Nham Tiên Cung tỏa ra ánh kim sắc, nhưng bất ngờ lộ ra nhiều chỗ rách nứt. Dù pháp lực có thể lấp đầy những chỗ rách đó, nhưng chúng vẫn không thể được sửa chữa hoàn toàn. Khi lỗ hổng vừa mới xuất hiện, một lượng lớn những xích diễm yêu thú liền như thủy triều ùa tới. Các vị tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, lại đang ở thế yếu về số lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn những công trình kiến trúc lớn lao dưới kia lần lượt sụp đổ. Thậm chí có người bị những mảnh đá, gỗ văng ra làm bị thương. Từng tòa công trình biến thành đống đổ nát, ngọn lửa dữ dội nhanh chóng bao trùm, như muốn nuốt chửng cả tiên cung bên trong. Chu Huyền Tích trầm tư hét lớn, vội vàng lên tiếng chỉ huy trận chiến. Dưới sự chỉ huy của hắn, các tu sĩ mới miễn cưỡng dựng lên được một đường phòng tuyến, tạm thời ngăn cản được đợt tấn công của yêu thú. Nhưng nhìn xuống Dung Nham Tiên Cung, phần lớn bên ngoài đều đã thất thủ, trở thành nơi yêu thú hoành hành. Tình hình vô cùng nguy cấp. Trong chính điện của Dung Nham Tiên Cung, Long Hoan Hỏa Linh vui mừng vung tay múa chân, đúng như dự đoán, thi đình cũng sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến. Đây chính là dấu vết mà hắn đã theo dõi được. Trong quá khứ, mỗi khi Dung Nham Tiên Cung gặp nguy hiểm đến một mức độ nhất định, nó sẽ tự động chọn lọc các tu sĩ đạt tiêu chuẩn và hạ xuống một cấp bậc. Từ trên xuống dưới, từ Nguyên Anh, Kim Đan, Trúc Cơ, Luyện Khí. Cho đến nay, giữa các cuộc thi đình sẽ có một khoảng thời gian cố định, nhưng bởi vì tình hình nguy cấp của Tiên Cung nên nó sẽ diễn ra sớm hơn. Ninh Chuyết, ngươi hãy đợi đến khi bị đào thải đi. Thi đình xuất hiện là lúc ân oán giữa chúng ta được giải quyết. Ha ha ha, ngươi dùng hỏa bạo hầu để nổ tung tiên cung chưa đủ, còn cần ngũ hành pháo đài để nổ nữa. Ha ha ha, ngươi đã sa vào mưu kế của ta, dù ngươi có âm mưu xảo trá đến đâu, cũng không thể thoát khỏi Long Ngoan Hỏa Linh của ta. Nói xong, hắn cười lớn, Ninh Chuyết chỉ cảm thấy ngón tay trỏ trái của mình siết chặt lại. Trịnh Tiễn Thiên Tư Xuyên Tâm Động Kiến bỗng nhiên phát động. Ninh Chuyết vốn đang lo lắng về tình hình, nhưng khi Xuyên Tâm Động Kiến được phát động, lập tức khiến hắn kinh hãi sợ hãi. Không ổn, Dung Nham Tiên Cung đang tràn ngập nguy hiểm, e rằng thi đình sẽ sớm xảy ra trước thời hạn. Trong lòng ta cảm thấy không ổn, lần này công tích không đủ, chỉ sợ sẽ bị gạt ra khỏi danh sách thi đình. Phải làm như thế nào cho phải đây? Ninh Chuyết nghiến răng, xem ra chỉ có thể sử dụng hậu chiêu. Ta muốn dâng lên ngã Phật tâm ma ấn. Một vòng sáng xuất hiện, Ninh Chuyết lập tức lấy ra bảo ấn. Trong chốc lát, hắn nhớ lại lời dặn của mẫu thân, Ninh Chuyết con ta, cái bảo ấn này là thủ đoạn của ta khi ở Phi Vân Quốc, nó là vật quý báu nhất của con. Con phải giữ gìn cẩn thận, nó có phẩm cấp rất cao, sẽ là vật hỗ trợ tốt nhất cho việc tu luyện của con sau này. Không, 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 Long Ngoan Hỏa Linh vô cùng hoảng sợ. Mặc dù nó đã sớm biết Ninh Chuyết có được ngã Phật tâm ma ấn, nhưng nó vẫn không ngờ rằng, trong tình huống không có bất kỳ manh mối nào, Ninh Chuyết lại sẽ sớm dâng lên bảo ấn. Long Ngoan Hỏa Linh quyết liệt chống cự, muốn gào thét bên tai Ninh Chuyết, ngươi đang định dâng lên cái gì vậy? Cái bảo ấn này quý giá như thế nào, ngươi lại muốn bỏ qua nó sao? Ngươi xứng đáng với mẫu thân của ngươi sao? Ánh mắt Ninh Chuyết lóe lên, toát ra vẻ quyết tâm. Ta đã sẵn sàng đem bất cứ thứ gì cũng có thể dùng làm cược, chỉ là một kiện pháp bảo, làm sao lại tiếc nuối. Dâng lên, dâng lên, dâng lên. Ngã Phật tâm ma ấn bị hút vào trong vòng sáng truyền tống, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Ninh Chuyết. Trong chốc lát, Ninh Chuyết cảm thấy lòng mình trống rỗng. Hắn nghiến chặt răng,
nắm chặt hai tay, lặng lẽ chịu đựng sự khuấy động dữ dội trong lòng. Sau một lúc, một tin tức trực tiếp truyền đến trong đầu của họ. Dung Nham Tiên Cung Thi Đình đã chính thức mở ra. Điểm công tích đã được kết toán, 36 vị trí đứng đầu. Danh sách như sau: Chu Huyền Tích, Thư Trung Quân, Dương Thiền Ngọc, Ninh Chuyết, Mông Trùng, Chu Trạch Thâm, Chu Trụ, đạt tiêu chuẩn nhập môn. Chương 424, nhập môn tiêu chuẩn là tên chết khốn nào? Thi Đình, 33 người bảng xếp hạng, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Cùng một lúc, các vị tu sĩ gần như đều kinh ngạc khi nhận được tin tức này. Chu Huyền Tích trong lòng giật mình, Thi Đình, ý nghĩ đầu tiên của hắn là, thông qua Thi Đình, liệu có thể giành được vị trí cung chủ chăng? Hắn là thần bộ, vang danh cả nước, tư duy kín đạo, phàm là có liên quan đến tin tức, hắn đều có thể suy đoán ra rất nhiều. Dung Nham Tiên Cung chắc hẳn có một cơ chế như vậy, để tuyển chọn người kế vị, sẽ dựa vào tình trạng của Tiên Cung mà lên xuống. Nay Tiên Cung đã tổn hao nhiều, cơ chế này chắc hẳn đã khởi động, từ đó bắt đầu thi đình. Lần thi đình này, rất có thể sẽ chọn ra người kế vị cung chủ tiếp theo. Tin tức nói rất rõ ràng, danh sách thi đình tổng cộng có 33 người. Như vậy, những đối thủ chính của ta chính là 32 người kia. Chu Huyền Tích bắt đầu cẩn thận nghiên cứu danh sách này. Trước tiên, hắn nhìn thấy tên của mình. Đối với vị đứng hàng thứ nhất, hắn cũng chẳng còn suy nghĩ gì nữa. Bởi vì sau khi sửa chữa tốt cơ quan ma tướng, hắn thấy mình không có hy vọng trong thời gian ngắn tìm lại được ma đạo chân kinh, nên đã dâng nó lên trên để đổi lấy công tích. Vì thế, hắn đạt được một khoản công tích lớn. Đây cũng là bởi vì trước đây không lâu, hắn đã lấy ra kim phượng kính tặng cho Ninh Tiểu Tuệ. Vị thứ hai là Thư Trung Quân. Toàn thư lâu ôi. Chu Huyền Tích nhìn sâu vào đôi mắt người kia, ánh mắt ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Đại phái trung lập vô thanh vô tức này lại có thể tiến hành một bước này. Nếu không phải có bảng xếp hạng này, Chu Huyền Tích còn không biết Thư Trung Quân giấu kín mình tốt đến vậy, đã có sự tiến bộ lớn như vậy. Lần này qua lần khác, mọi người như đã quên bẵng hắn. Vị thứ ba là Trịnh Đan Liêm. Trịnh Đan Liêm bản thân đã sớm ra vào Dung Nham Tiên Cung, vì vậy bản thân có nhiều công tích tích lũy, rất sớm trước đó liền bắt đầu. Hắn không chỉ có quan hệ nội tình, mà lại hiện tại trong tay còn nhiều hơn một thanh sát phạt lợi khí. Món lợi khí Dạ Vũ Ma Binh kia rất phi thường, giúp hắn gần đây tiêu diệt nhiều nhất những yêu thú kim đan kỳ, vì thế kiếm được lượng lớn công tích. Xếp hạng thứ ba cũng có thể hiểu được. Chu Huyền Tích lại nhìn về phía thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Ba người này vị trí ở trên cũng đều là tu sĩ kim đan, nhưng tên tuổi rất xa lạ. Chu Huyền Tích cười lạnh một tiếng, trong lòng rất rõ ràng, ba người này, kể cả những người sau, đều là người của Mông gia. Dù tên tuổi, lai lịch, công pháp các loại không có liên hệ, nhưng qua hành động, biểu hiện, Chu Huyền Tích đã xác định bọn họ cùng một phe. Những người này tên tuổi không quan trọng, trong lòng Chu Huyền Tích, họ chỉ là Mông gia kim đan giáp, Mông gia kim đan ất, Mông gia kim đan bính, Mông gia kim đan đinh, Mông gia kim đan mậu. Sau đó, Chu Huyền Tích nhìn thấy Trịnh Song Câu, Chu Lộng Ảnh, cũng nhìn thấy những vị tu sĩ kim đan như Mông gia kim đan giáp, Mông gia kim đan ất, Mông gia kim đan bính và cả Ninh Tự Phạm. Ninh Tự Phạm xếp hạng thấp như vậy, cho thấy hắn cũng không lâu trước đây mới vào Dung Nham Tiên Cung. Hắn cũng chứng kiến các đệ tử chân truyền của Tử Tiêu Các như Chu Trâm và Tống Phúc Lợi. Trong số các đệ tử chân truyền của Tử Tiêu Các kim đan, Chu Trâm cũng không phải là người tầm thường, vì hắn sở hữu cơ quan tạo nghệ, nên khi giúp đỡ Chu Huyền Tích, hẳn là đã hết sức toàn lực. Chính vì thế, hắn cũng đạt được nhiều công tích. Đạt được vị trí này trên bảng xếp hạng, liền có thể nhìn ra. Sở dĩ xếp tại đằng sau, chỉ là bởi vì hắn mới tới không lâu, so với những vị tu sĩ kim đan khác, chưa tích lũy được công tích được lâu. Tống Phúc Lợi cũng như vậy, do chưa có được những thành tựu như những người trước, nên thứ hạng của hắn cũng xếp sau. Chu Huyền Tích chú ý thấy, trong nhóm Vân Thương này không chỉ có Tống Phúc Lợi là một vị tu sĩ kim đan trúng tuyển, mà còn có hai người khác. Hai người này, Chu Huyền Tích gọi là Vân Thương Kim Đan Giáp và Vân Thương Kim Đan Ất. Vị tu sĩ kim đan cuối cùng chính là Dương Thiền Ngọc. Nhìn thấy cái tên này, Chu Huyền Tích trong lòng lạnh lùng một tiếng, trong mắt cũng hiện lên một tia lệ. Bất Không Môn, Dương Thiền Ngọc, ta sẽ toàn lực hành động để các ngươi phải trả giá công lý. Hắn lại nhìn xuống một chút. Ninh Chuyết. Ninh Chuyết đứng ngay sau Dương Thiền Ngọc trong bảng xếp hạng. Không ngờ lại là tên tiểu tử này,
lọt vào danh sách đệ tử thí luyện hàng đầu. Mông trùng ở đâu? Chu Huyền Tích mỉm cười, tuy hơi bất ngờ nhưng cũng không ngoài dự đoán của hắn. Bởi vì trước đây, hắn đã hiểu rõ về năng lực của Ninh Chuyết trong cơ quan tạo nghệ. Ninh Chuyết, tuy tuổi còn trẻ, nhưng từ nhỏ đã được Lý Lôi Phong công nhận là có thiên phú kinh người về cơ quan thuật. Chu Huyền Tích tiếp tục quan sát, phát hiện Mông Trùng đứng giữa, cách mấy người kia một khoảng. Những người này đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, là những cơ quan tu sĩ có chút danh tiếng trong Hỏa Thị Tiên Hành. Đáng nhắc tới chính là, những kẻ này đã từng bị Chu Huyền Tích ghi danh vào trong sổ đen của hắn. Tóm lại, toàn bộ danh sách các tu sĩ kim đan kỳ đều chiếm lĩnh vị trí hàng đầu, ở giữa cũng không xuất hiện trúc cơ hay luyện khí. Tu vi vẫn là yếu tố hàng đầu. Tiếp theo, lực lượng chính của nhóm thứ hai chính là những thành viên của các đội đổi tu đến từ bốn phương. Danh phận thí luyện đệ tử vẫn sử dụng rất tốt. Cuối cùng, chỉ còn lại một ít tu sĩ trúc cơ và cơ quan tu sĩ, cũng có một vài thành viên của các thế lực ở Hỏa Thị cùng với một số tán tu. Nhóm người này có nhân số ít nhất, nhưng đại đa số đều có mối quan hệ thâm giao từ lâu. Nếu như kỳ thi đình bị trì hoãn thêm chút nữa, vị trí của họ sẽ bị những đệ tử thí luyện đẩy xuống. Cuối cùng, Chu Huyền Tích để mắt tới tiêu chuẩn nhập môn. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên khó nhìn. Ở một nơi khác, một vị thiếu niên khôi ngô đang lườm hắn bằng đôi mắt như hổ. Chuyện gì đang xảy ra với bảng xếp hạng này vậy? Trong những đệ tử thí luyện trúng tuyển, ta thế mà không phải đệ nhất. Mông Trùng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ninh Chuyết, tên gia hỏa này lại xếp hạng cao hơn ta, có ý tứ, ta sẽ tìm cơ hội gặp gỡ hắn một lần. Kể từ khi rời khỏi thí luyện cửa ải và gia nhập tiên cung, Mông Trùng đã tiến bộ vượt bậc, thành tích liên tục tăng lên. Bản thân hắn có tư chất tiên thiên, thực lực cường hãn, lại có toàn bộ phủ thành chủ làm hậu thuẫn. Vốn dĩ đối với tiến độ của mình rất tự tin, nhưng kết quả bảng xếp hạng vừa công bố lại hoàn toàn đánh sập niềm tin của hắn. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên khó nhìn. Hắn hơi giật mình, cấp tốc tiếp nhận sự thật này, cũng sinh ra mãnh liệt lòng háo thắng đối với Ninh Chuyết. Sau cùng, Mông Trùng thấy được nhập môn tiêu chuẩn. Thế nào nơi này cũng có nhập môn tiêu chuẩn. Mông Trùng khóe miệng kéo một cái, vừa định trò cười. Nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn cứng đờ tại trên mặt của mình. Hắn ngu ngơ lại, sau đó tinh tế đếm danh sách, phát hiện bảng xếp hạng tổng 33 người, ngoại trừ nhập môn tiêu chuẩn bên ngoài có 32 người. Nói cách khác, cái này nhập môn tiêu chuẩn nhưng thật ra là danh tính của một người. Cái này thi đình xếp hạng là như thế này, như vậy, thí luyện cửa ải bên trong bảng xếp hạng đâu? Nghĩ đến đây, Mông Trùng đem trước Ninh Chuyết lập tức ném sau ót. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng, hô hấp dồn dập, máu nóng dâng lên tận đáy mắt. Bị lừa, ta bị lừa rồi. Hóa ra, ta khi vào tiên cung này, từ đầu đến cuối, chỉ là một kẻ đứng sau. Người đứng đầu lại chính là cái tên đáng chết nhập môn tiêu chuẩn. Mông Trùng từ nhỏ đến lớn, chưa từng bị nhục nhã như vậy. Nghĩ đến trước đây hắn đã nhiều lần tự hào về thành tích xếp hạng đệ nhất của mình, hắn lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận. Thật là một nhập môn tiêu chuẩn đáng ghét, ta muốn cùng người này đánh một trận. Thật là quá hèn hạ, quá âm hiểm, lại dám lấy ta làm trò đùa sao? Đừng để ta bắt được ngươi, đừng để ta bắt được ngươi. Mông Trùng nắm chặt tay, mặt đỏ bừng như con trâu được nổi giận. Ninh Chuyết xếp hạng cao hơn Mông Trùng, nhưng tình hình này rất nhanh đã không còn thu hút sự chú ý của người khác. Chu Trụ và Chu Trạch Thâm cũng đang thảo luận về vấn đề này. Không ngờ rằng, cuối cùng vẫn là Ninh Chuyết đứng đầu trong toàn bộ luyện khí tu sĩ chúng ta. Kết quả này khiến ta cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không quá bất ngờ. Chu Trạch Thâm thở dài than thở, Chu Trụ lên tiếng phụ họa, những người khác, ta không thể chấp nhận được. Nhưng Ninh Chuyết, quả thực là một cao thủ, đã giúp rất nhiều người. Những người của Chu gia và Trịnh gia đều được hắn dìu dắt, rất nhanh đã có địa vị. Hắn quả thực là một kẻ đáng gờm. Nói xong, Chu Trụ giơ ngón tay cái lên. Ninh Chuyết bởi vì toàn tâm toàn ý kinh doanh, danh vọng trong tam gia đổi tu đã đạt đến đỉnh cao. Sắc mặt Chu Trạch Thâm tối sầm lại, vấn đề hiện tại là tên nhập môn tiêu chuẩn cuối cùng kia chẳng lẽ không phải là người mà chúng ta gặp trong phòng thí luyện, nhìn thấy trên năm mặt trụ đá kia sao? Chu Trụ suy nghĩ một lát, chậm rãi gật đầu, sắc mặt và tâm tình đều vô cùng nặng nề. Chu Trạch Thâm nghiến răng nghiến lợi, ta và ngươi có cùng ý nghĩ. Nghe vậy, ba nhà chúng ta, kể cả vị chủ thành này,
đều đã bị nhập ngôn tiêu chuẩn này trêu chọc. Hắn chắc hẳn là Tôn Linh Đồng. Ừm, 8-9 phần là vậy. Bất Không Môn đã thâm nhập nhiều năm, không ngờ lại thấm nhuần đến mức như vậy đối với Dung Nham Tiên Cung. Vậy mà lại đổi tên như thế, đây hoàn toàn là gian lận, thật sự là quá xảo trá. Quá xảo trá. Chu Trạch Thâm căm tức đến mức dậm chân. Bất kể là ai phát hiện ra mình bị lừa thảm như vậy, cũng sẽ không dễ chịu. Còn chính nhập môn tiêu chuẩn Ninh Chuyết thì chỉ nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy bảng xếp hạng này, hắn cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Chính Ninh Chuyết này vừa đủ đến được vị trí cuối cùng trong danh sách. Ngã Phật Tâm Ma Ấn đại diện cho 1/3 quyền lực của Dung Nham Tiên Cung, tất nhiên sẽ được thưởng công xứng đáng. Nhưng không ngờ rằng, sau khi nộp lên trên, những chiến công của ta lại xếp sau những người như Chu Trụ này. Có thể thấy được trước đây ta đã gây ra một trận cuồng phong bão táp, làm rung chuyển cả thế giới. Còn về việc Ninh Tiểu Tuệ và Trịnh Tiễn đã mất đi, đó cũng là một yếu tố quan trọng. Nếu như họ vẫn còn, thì rất có thể ta sẽ bị loại khỏi danh sách này. Ninh Chuyết thật may mắn vì đã sớm thanh toán được một số đối thủ cạnh tranh. Điều này không phải do hắn cố ý, đó chỉ là do số phận đã an bài. Có lẽ đây cũng là bởi vì ta đã sớm gieo xuống nhân mệnh huyền ti cho bọn họ nên số mệnh của ta được ưu ái. May mắn là chiếc nhẫn đã kịp thời nhắc nhở, nếu không Ninh Chuyết sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất này. Trịnh Tiễn huynh, cảm ơn ngươi. Ninh Chuyết lặng lẽ cảm kích nói. Nhìn như vậy đến, dù ta có nộp Ngã Phật Tâm Ma Ấn lên trên, đổi tên đã thành sự thật, nguyên do danh tự cũng không có gì thay đổi. Lời này của Ninh Chuyết không thể nghi ngờ là một tin tức tương đối tốt. Nhìn chằm chằm vào cái tên Ninh Chuyết này, chính là Tôn Linh Đồng. Đây chính là việc Ninh Chuyết đã sắp đặt từ trước. Đại chúng đối với chuyện này có sai lầm trong nhận thức, liệu có thể đối với ta có lợi trong thi đình sau này không? Thêm một lớp ẩn tàng, dường như không phải là chuyện xấu. Một bên khác, Dương Thiền Ngọc nhìn chằm chằm vào Tôn Linh Đồng, nói đi, nhập môn tiêu chuẩn chính là ngươi đúng không? Ngươi đến tột cùng là như thế nào mà đổi tên? Tôn Linh Đồng cười hì hì, đây chính là bí mật của ta. Ngươi bây giờ biết rõ, ta vì cái gì mà có lòng tin đến tranh thủ Dung Nham Tiên Cung. Dương Thiền Ngọc lắc đầu, ta chỉ biết rằng, ngươi đã đùa bỡn toàn bộ cao tầng Hỏa Thị Tiên Thành. Ngươi thảm rồi, bọn họ chắc chắn căm ghét ngươi sâu sắc. Về sau, ngươi tuyệt đối không được để bọn họ bắt được đấy. Tôn Linh Đồng nụ cười không khỏi cứng ngắc lại một chút. Các bạn đang nghe chuyện Tiên Công Khai Vật của tác giả Cổ Chân Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 425, Thi Đình. Danh sách xếp hạng của Thi Đình nhanh chóng bị tiết lộ ra ngoài. Mông Vị, Chu Huyền Tích và những người khác hoàn toàn không kịp ngăn cản, cũng không thể chịu đựng được. Nguồn gốc của việc tiết lộ này xuất phát từ những tán tu trên núi. Một khi tin tức như vậy được truyền ra, lập tức sẽ gây nên sự xôn xao rộng khắp tại Dung Nham Tiên Cung và Hỏa Thị Tiên Thành. Mặc dù có bầy xích diễm yêu thú đang đe dọa, nhưng vô số người vẫn bị tin tức này thu hút. Sau khi thi đình kết thúc, liệu có nên quyết định cung chủ của Dung Nham Tiên Cung? Một khi Dung Nham Tiên Cung có cung chủ, thì có thể phát huy toàn bộ uy lực, dễ dàng tiêu diệt các yêu thú chiều kia. Nói đến, Tam Tông Thượng Nhân thật là lòng dạ từ bi. Họ đã thiết lập nên ngôi tiên cung này, muốn cứu vớt Hỏa Thị Sơn. Mà Dung Nham Tiên Cung đã làm như vậy nhiều lần trong quá khứ. Phí Tư thì nghiến răng nghiến lợi. Hắn chăm chú nhìn vào tên nhập môn tiêu chuẩn, cảm nhận được một luồng khí thế nhạo báng. Bất Không Môn, Tôn Linh Đồng. Hắn âm thầm ghi nhớ mối thù này. Phí Tư tự mãn với mưu lược của mình và ít khi bị người khác trêu chọc như vậy. Vì thế, mỗi lần trải qua tình huống như vậy đều khắc sâu ấn tượng, thậm chí khắc cốt minh tâm. Sau đó, hắn phát hiện Ninh Chuyết xếp thứ tự còn muốn đứng trước Mông Trùng. Điều này khiến Phí Tư khóe miệng hơi nhếch lên, tên tiểu tử này dã tâm bừng bừng, lần này sẽ nổi danh lớn. Ngươi cũng nên cẩn thận đấy. Đối với Ninh Chuyết, Phí Tư rõ ràng càng có tổng tình. Ninh Hiểu Nhân ném tình báo xuống đất, tức giận gầm nhẹ, ta nhổ vào. Tên tiểu tử xảo trá âm hiểm này, vậy mà lọt vào danh sách cuối cùng của thi đình. Lúc ấy, ta làm sao lại không nghĩ đến cách diệt trừ tai họa này chứ? Nhờ vào kế hoạch của phụ thân, Ninh Hiểu Nhân đã được thả khỏi ngục tù, lấy lại được tự do. Nhưng ngoài kia, hắn đã bị Ninh gia trục xuất khỏi tộc, trở thành một vị lang thang tu sĩ. Theo lời chỉ dẫn của Ninh gia chủ, Ninh Hiểu Nhân cũng đã lén lút xâm nhập Dung Nham Tiên Cung,
cố gắng tiếp cận Ninh Chiết, tha thiết mong muốn được hắn thông cảm. Nhưng hắn vẫn không thành công bởi vì Ninh Chiết căn bản không để ý đến hắn. Điều này khiến Ninh Hiểu Nhân cảm thấy vô cùng nhục nhã, lòng hận Ninh Chiết càng thêm nồng đậm. Trang viện của Ninh gia tộc địa, bà nội Ninh Tiểu Tuệ cầm lá thư trong tay, tức giận đến muốn xé nát. Bà vặn vẹo mặt mũi, gào thét, Tiểu Tuệ, cháu gái ta đâu? Ninh Chiết là cái gì mà lại được xếp hạng như vậy? Nếu nó ở đây, thì cháu gái ta nhất định cũng phải ở đây. Tiểu Tuệ nhất định sẽ xếp hạng cao hơn nó. Bà nội Ninh Tiểu Tuệ đưa lá thư lên sát mặt, chỉ còn một ngón tay che khoảng cách giữa mắt và giấy. Bà cố gắng tìm kiếm, từng chữ một, vẫn không tìm thấy gì. Bà tức giận gào lên, xé nát lá thư trong tay, như con rắn độc tê minh gầm lên, giả, giả, lá thư này là giả. Ha ha ha, ha 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 ha. Tại chính điện của Dung Nham Tiên Cung, Long Hoan Hỏa Linh càng thêm suy yếu. Vì thường xuyên lợi dụng sức mạnh của Dung Nham Tiên Cung, hắn đã mượn sức của yêu thú để hạ gục một cơ quan kiến trúc trọng yếu của nơi này, nhưng rồi lại bị một lưỡi đao chém đứt đầu. Lần thương tích thứ hai này khiến tình trạng của Long Hoan Hỏa Linh không còn được như thời kỳ huy hoàng, chỉ còn chưa đầy 1/5 sức lực. Trên bảng xếp hạng của toàn bộ thi đình, hắn chỉ chú ý đến 3 người. Một người là Chu Huyền Tích, dù sao cũng là người hàng đầu, đến từ Nam Đậu Vương Thất, đối với Dung Nham Tiên Cung cũng biết rất nhiều bí ẩn. Một người là Mông Trùng. Từ đầu đến cuối, Long Hoan Hỏa Linh đều hy vọng hắn sẽ kế thừa Dung Nham Tiên Cung. Người cuối cùng là Ninh Chiết. Ninh Chiết đang cảm nhận thế nào, sắp triển khai thi đình rồi đây này. Long Hoan Hỏa Linh phải chú ý rất nhiều đến việc này, nhất là ngay sau đó, yêu thú chiều mới là hắn càng cần phải chú ý hơn. Lý do là, gần đây trong khoảng thời gian này, hắn đối với Ninh Chiết đã bỏ bê không chú ý. Nhưng mà, Ninh Chiết lại bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng dâng lên ngã Phật tâm ma ấn, hắn đã chính mắt nhìn thấy. Kiên quyết như thế cùng quả quyết, khiến Long Hoan Hỏa Linh cảm thấy lạnh cả người, hàn khí nảy sinh. Đối mặt với tiểu quái vật Ninh Chiết này, nó càng ngày càng cảm thấy sợ hãi. Tuyệt không thể để hắn đạt được vị trí chủ cung chi vị. Nếu không, ta sẽ không thể trốn thoát, tương lai của ta sẽ ra sao đây? Mọi người bắt đầu đoán giả đoán non, cuối cùng ai sẽ là người thắng cuộc trong thi đấu này? Ai có thể cười đến cuối cùng giành được Dung Nham Tiên Cung? Đa số công nhận rằng người đứng đầu chính là Chu Huyền Tích. Hắn đứng đầu danh sách, đại diện cho hoàng tộc nhà Nam Đậu, danh tiếng lừng lẫy khắp nơi, thực lực cực kỳ cao cường. Đại chúng phổ biến cho rằng người đứng đầu một phương quá mạnh. Chỉ cần nhìn vào thứ hạng trên danh sách, chỉ có Mông Trùng này là một ít đệ tử luyện khí. Còn những người trong nghề thực sự thì đều biết rằng đội quân chủ lực của nhà Mông đều ở đội thứ hai, đang nhìn chằm chằm vào ba người đứng đầu, tích lũy sức mạnh chờ cơ hội bùng nổ. Lời bàn tán ồn ào vừa mới nổi lên, liền xuất hiện một người thứ nhất bị loại khỏi cuộc thi. Chính xác mà nói, vào lúc chiều hôm đó công bố danh sách, thi thể của hắn đã bị người phát hiện. Đây chính là một vụ ám sát. Thi thể có trái tim bị phá hủy, hồn phách biến mất không còn dấu vết. Điều này khiến người ta lập tức liên tưởng đến Trịnh Tiễn với tình trạng chết tương tự. Thế là, toàn bộ ánh mắt đều dồn lên người Dương Thiền Ngọc. Có kẻ ngụy trang ta, bắt đầu tiêu diệt những đối thủ cạnh tranh. Bị vu oan giá họa khiến Dương Thiền Ngọc cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng nàng không có hành động mà cùng Tôn Linh Đồng một đạo càng thêm cẩn mật che giấu. Hiện tại, họ đang ở trong tình cảnh nguy hiểm. Nếu lộ mặt ra, chắc chắn sẽ bị tấn công vây hãm. Trước đây, Dương Thiền Ngọc vẫn là mục tiêu chính bị công kích. Nhưng kể từ khi nhập môn tiêu chuẩn được công bố, Tôn Linh Đồng đã thu hút được nhiều sự căm ghét hơn, thậm chí còn muốn vượt qua Dương Thiền Ngọc. Hiện tại, quan điểm và thái độ của công chúng đều cho rằng người dẫn đầu trong kỳ thi sẽ trở thành chủ nhân của Tiên Cung. Rất nhiều tu sĩ đang nóng lòng chờ đợi. Ngay cả những người không có tên trong danh sách cũng đang ôm hy vọng may mắn, nghĩ rằng nếu có thể xử lý những người có tên trong danh sách, họ cũng có thể đạt được vị trí trong danh sách. Cơ hội như vậy chỉ đến một lần trong đời. Vì quá khát khao, họ sẵn sàng liều lĩnh, đánh cược tất cả vào một ván lớn. Ninh Chiết đã sớm đặt cược, hắn ta đặt cược vào tương lai của chính nghĩa, danh tiếng, thậm chí là ngã Phật tâm ma ấn. Kỳ thi vừa mới công bố, ta rất khó tìm được cơ hội tu luyện trong thời gian ngắn. Ninh Chiết thở dài, hắn biết rõ danh sách, liền chạy tới bên cạnh Ninh Tự Phạm. Lão Tổ Tông, quá sợ hãi. Ta cũng ở trong danh sách, thật sự rất sợ, sợ bị xử trí ạ.
Ninh Trích không che giấu tâm ý tìm kiếm sự che chở. Ninh Tự Phạm mắng hắn không có khí khái, nhưng vẫn đem hắn mang theo đi. Không chỉ Ninh Triết, Ninh Trầm, Ninh Dũng cũng vì ở trong danh sách, đều bị Ninh Tự Phạm đưa về bên người để bảo vệ. Không lâu sau, Chu Huyền Tích triệu tập tất cả mọi người tại một chỗ. Ninh Triết nhận ra rằng không chỉ có Ninh Tự Phạm, mà cả Chu Gia và Trịnh Gia, những vị kim đan lão tổ, cũng đang hành động, mang theo các tiểu bối yếu ớt của họ để bảo vệ. Dù sao, những người này chỉ có tu vi luyện khí, sức mạnh quá yếu, rất khó tự bảo vệ mình. Trước đây, Bất Không Môn Tôn Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc có thể hạ độc thủ, nhưng giờ đây, khi danh sách thi đình vừa được công bố, những tu sĩ chính đạo cũng có thể trở thành kẻ thù. Chu Huyền Tích đã cân nhắc đến điều này, lại một lần nữa triệu tập mọi người, thống nhất chiến tuyến, hẹn nhau cùng hợp tác, thay vì tiến hành nội bộ đối kháng như trước. Đề xuất của hắn lập tức được những vị tu sĩ kim đan tán thành và đồng ý. Chu Huyền Tích còn quan tâm đến họ, nếu có thể, hãy cố gắng thu thập những mảnh vỡ của kim lô về. Hắn từ đầu đến cuối không hề bỏ qua manh mối then chốt này. Chỉ là trước đây, việc tiếp cận kim lô vô cùng khó khăn, đó chính là địa bảo của tiên cung. Ngay cả những đệ tử thí luyện cũng không dễ dàng tiếp cận. Nhưng ngày nay, bầy xích diễm yêu thú đã bao trùm đến tận vòng ngoài của tiên cung, đối với bên trong vòng bảo vệ cũng đang ngày càng gia tăng áp lực. Nếu những bầy xích diễm yêu thú này xâm nhập đến khu vực kim lô, như vậy thì những lớp phòng ngự nghiêm ngặt của dung nham tiên cung chắc chắn sẽ được nới lỏng để cho các tu sĩ có thể tiếp cận được. Những mảnh vỡ của kim lô này đều có giá trị về mặt truy căn tố nguyên. Đây chính là lời nói của Chu Huyền Tích. Nghe vào tai, Ninh Triết liền cảm thấy vị này thần bộ thật là khó chơi. Đến tận bước này của thi đình, vẫn còn băn khoăn về những manh mối này. Hắn có thể đang đặt hy vọng vào những manh mối này, vì vậy hãy cùng Dương Thiền Ngọc và Tôn Linh Đồng đi tìm xem sao. Nếu như trong tương lai, thực sự xuất hiện một tình huống như vậy, thì chúng ta vẫn phải dùng đến ngũ hành pháo đài để thanh tẩy mọi thứ. Ninh Triết lặng lẽ căn dặn chính mình, thi đình so với tất cả mọi người làm đến càng nhanh. Một tia sáng chói lọi cùng một đoạn tin tức đồng thời xuất hiện. Vòng thi đầu tiên mở ra. Mời những ai muốn tham gia, hãy bước vào vòng sáng, quá hạn sẽ không đợi, coi như từ bỏ. Mọi người không do dự, trực tiếp bước vào vòng sáng ở trong. Sau một chốc, họ đi tới một quảng trường rộng lớn. Trong sân rộng, trưng bày bàn cùng bồ đoàn. Trên bàn, chất đầy 10 cái ngọc giản. Mỗi vị tu sĩ đều đã được sắp xếp vào một cái bàn trước mặt. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía trước. Có người vội vã, trực tiếp ngồi xếp bằng trên tọa cụ. Tin tức mới vừa truyền đến, mọi người đều biết đây là vòng thi đầu tiên của kỳ thi, áp dụng phương thức trả lời đề thi để đánh giá thành tích. Dựa trên kết quả đánh giá thành tích này, sẽ điều chỉnh thứ tự xếp hạng. Trong danh sách sau, 10 vị sẽ bị loại bỏ. Những ai có âm mưu ám toán, ý đồ ăn gian với người khác, sẽ bị loại. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trở nên hết sức khẩn trương. Ninh Triết cũng không ngoại lệ. Dù sao, hắn hiện tại là xếp hạng cuối trong danh sách. Này, ngươi có ổn không đấy? Dương Thiền Ngọc và Tôn Linh Đồng đồng thanh hướng Ninh Triết nói. Ngươi quả là một tên cuối cùng đấy. Lời nói của nàng lập tức thu hút mọi người chú ý. Quả nhiên, trong nháy mắt, mọi người đều xác nhận lại suy đoán của mình. Mông Trùng càng trừng mắt giận dữ với Tôn Linh Đồng. Đây chính là tên tiểu hài tử tu sĩ tà ma này, lại dám trêu chọc bản thân. Tôn Linh Đồng trong lòng đầy lo lắng về Ninh Triết, từ đầu đến cuối không nhìn Ninh Triết, miệng thì cười hì hì một cách tùy tiện, tỏ ra thừa thãi tự tin. Thi đình chính thức mở ra, Ninh Triết tim đập hơi nhanh, vội vã cầm lấy một viên ngọc giản, dán lên giữa mi tâm để xem. Đề thi rất nhiều, hắn cần dùng thần niệm khắc ấn từng đáp án lên ngọc giản. Ninh Triết đôi lông mày nhíu lại, tâm trạng bỗng dưng phấn chấn. Đề mục thứ nhất, kính hợp âm dương, xem hồ trong ngoài. Kính đài thông linh quyết dùng kính để quan sát sự tình, làm sao có thể hợp âm dương, thấu suốt được chân tướng của sự việc. Mời kết hợp âm dương biến hóa, trình bày đạo lý của kính đài thông linh. Đề mục thứ hai, gân nhiễm người, cốt cũng kiên. Công pháp ma nhiễm huyết cân có thể khiến gân cốt nhuốm máu, làm sao có thể làm cho gân cốt cùng trở nên kiên cường, sức mạnh tăng gấp bội. Mời kết hợp mối quan hệ giữa gân cốt, luận bàn về hiệu quả của nó đối với người tu luyện. Đề mục thứ ba, ngũ hành chuyển linh bàn còn có một đạo pháp lực của ngũ hành, có mấy loại phương thức, khiến cho tu sĩ có thể tại bù trừ lẫn nhau ba đạo hỏa hành, hai đạo còn sót lại là thủy hành, mộc hành.
Đám người lẩm bẩm, Ma Nhiễm Huyết Cân Công quả nhiên là một trong những thần thông tối thượng của Tam Tông Môn. Nhưng nội dung luyện khí đến tầng 5 lại hoàn toàn không liên quan đến việc máu thấm vào gân cốt cấp độ cao như vậy. Còn nữa, ngũ hành chuyển linh bàn là cái gì vậy? Kính đài thông linh quyết lại là cái gì? Xem ra, cũng là một trong những thần thông tối thượng của Tam Tông. Nhưng ta chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Xong rồi, xong rồi. Đừng hoảng sợ, hãy bình tĩnh. Ta sẽ không biết, những người khác cũng sẽ không đâu. Đúng, 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 mọi người cũng không biết. Cuối cùng bài vị không có biến động lớn. Sẽ không. Chương 426, nhập môn tiêu chuẩn đệ nhất. Dung Nham Tiên Cung. Keng keng keng. Chuông vang vọng khắp quảng trường, vang lên từng hồi. Đứng trước 33 tấm bàn trà, mỗi vị tu sĩ đều có sắc mặt khó coi. Có người cau mày, có người trầm tư như nước, nghe tiếng chuông vang lên, cả thể xác lẫn tinh thần đều run rẩy. Bởi vì tin tức mới vừa truyền đến tai bọn họ, vòng thi đầu tiên đã kết thúc, tất cả các tu sĩ đều hoàn thành bài thi, những ai vi phạm sẽ bị loại khỏi kỳ thi lâu năm này. Vì thế, các tu sĩ đều mang vẻ mặt đắng chát, lưu luyến không rời những mảnh ngọc giản trong tay. Xong đời rồi, ta còn chưa kịp trả lời xong đây. Thời gian trôi qua nhanh thế này à? Ta đã cố hết sức trả lời tất cả, mặc dù biết không đúng, nhưng trả lời còn hơn không trả lời phải không? Chắc họ sẽ cho ta điểm khích lệ chứ? Tâm trạng của các tu sĩ đều không khác nhau, họ âm thầm cầu nguyện lần này sẽ may mắn vượt qua. Đối với vị trí chủ cung của Dung Nham Tiên Cung, những người này đều là những kẻ nổi bật trong tiên cung, tất nhiên họ sẽ sinh ra lòng tham vọng đối với vị trí chủ cung. Không ai muốn bị loại khỏi vòng thi đầu tiên này. Tin tức tiếp tục được truyền đến, khiến những vị tu sĩ này phải chờ đợi, họ sẽ sớm được biết kết quả. Vì vậy, trên quảng trường, các tu sĩ tranh thủ thời gian này để trao đổi với nhau, hỏi han lẫn nhau về các câu đáp án. Chu Huyền Tích lại rơi vào trầm tư. Lúc này, Thư Trung Quân chủ động đến gần hắn, Chu đại nhân. Thư Trung Quân mỉm cười, hỏi, ngài cảm thấy, trong ngọc giản xuất hiện thường xuyên kính đài thông linh quyết, Ma Nhiễm Huyết Cân Công. Có phải chúng cùng với ngũ hành khí luật quyết hình thành một bộ, là di sản truyền thừa quý giá của Dung Nham Tiên Cung, Tam Tông Thượng Pháp Trang? Chu Huyền Tích đang suy nghĩ về vấn đề này, nghe tiếng liền ngẩng đầu, thẳng thắn nói. Ta vừa mới đang phỏng đoán về đề thi, có liên quan đến hai môn công pháp này, ta cho rằng rất có thể chúng là một bộ. Nhưng để xác nhận điều này, ta vẫn cần tìm kiếm những vị tu sĩ như Mông Vị Thành Chủ, tiến hành tính toán thêm. Thư Trung Quân gật đầu, ta không biết liệu Chu Đại Nhân có thể chia sẻ với ta về ma công trấn tĩnh mà ngài đang nắm giữ không? Đây mới là mục đích thực sự của Thư Trung Quân. Trong trận hỗn chiến ở Kim Đan, chân kinh đã xuất hiện, mặc dù cuối cùng chỉ là bản sao. Nhưng dù sao cũng có ba phần thực, bởi vì trước đó Ninh Chuyết đã vì giữ lời hứa với mọi người mà đưa ra Ma Nhiễm Huyết Cân Công. Những tu sĩ Kim Đan tham gia trận hỗn chiến, chỉ cần nắm được chân kinh, dù nhiều hay ít, đều biết một chút về nội dung của Ma Nhiễm Huyết Cân Công ở các tầng trước. Nhưng lúc đó, Thư Trung Quân lại không tham gia. Mặc dù hắn cũng rất muốn, nhưng hắn phải tuân theo toàn thư lâu. Đây chính là một lực lượng trung lập nổi tiếng khắp thiên hạ, không thể tùy ý tham gia vào những cuộc tranh chấp địa phương. Vì vậy, Thư Trung Quân hoàn toàn không biết gì về Ma Nhiễm Huyết Cân Công. Hắn muốn xin Chu Huyền Tích bán cho mình, nhưng lập tức bị người kia cự tuyệt. Nếu như là trước khi thi đình diễn ra, Chu Huyền Tích rất có thể đã bị Thư Trung Quân dùng giá cao mua lại một phần công pháp. Nhưng bây giờ, khi cuộc thi vòng đầu sắp diễn ra, hắn vừa mới trải qua. Chu Huyền Tích dùng một chút kiến thức về Ma Nhiễm Huyết Cân Công để tham gia bài thi. Điều này càng khiến hắn xác định được giá trị của Ma Nhiễm Huyết Cân Công. Trong giai đoạn then chốt của cuộc thi, hắn không thể bán nó. Thư Trung Quân thở dài một tiếng, chỉ có thể từ biệt Chu Huyền Tích và tìm kiếm những người khác như nhà Trịnh, nhà Chu. Nhìn bóng lưng Thư Trung Quân rời đi, Chu Huyền Tích ánh mắt trầm lặng. Xét theo thứ hạng trên bảng, Thư Trung Quân đứng thứ hai, nghĩa là đối thủ lớn nhất của Chu Huyền Tích. Một bên khác, huynh trưởng, ngươi thi như thế nào? Trịnh Song Cầu lo lắng hỏi thăm Trịnh Đan Liêm. Trịnh Đan Liêm hừ lạnh một tiếng, cố nén phiền muộn trong lòng. Vừa rồi trong kỳ thi, hắn gần như muốn rút liêm đao ra, chém vỡ cái bàn trà kia. Trịnh Đan Liêm, những vị trưởng lão của Tam Tông cũng chẳng hơn gì, tổ chức kỳ thi trước đó, nên truyền dạy Tam Tông Thượng Pháp mới đúng. Chu Lộng Ảnh liền nói, điểm ấy, chúng ta đã vừa mới nghiên cứu thảo luận qua.
rất có thể là do yêu thú tập đánh tiên cung, dẫn đến kỳ thi diễn ra rất sớm. Chứ dựa theo trình tự trước kia sẽ có truyền pháp trước khi thi. Ninh Tự Phạm thêm vào, có lẽ hồn nhập tiên cung đường tuyến kia bên trên, sau này chúng nên có cái này tam tông thượng pháp. Trịnh Song Câu lắc đầu cười khổ, không sao cả, không sao cả, chúng ta tất cả đều như thế, thứ hạng không đến mức quá nhiều biến động. Gần như tất cả tu sĩ đều cùng bọn họ có ý tưởng giống nhau, ngoại trừ Tôn Linh Đồng, Ninh Chuyết. Chu Trạch Thâm đến trước mặt Ninh Chuyết, hỏi thăm lần này thi đình cảm thụ. Ninh Chuyết cười khổ, lần này ta chỉ sợ là thi rớt. Ôi, có khả năng đau mất nhân sinh kỳ ngộ à. Chu Trạch Thâm lập tức yên lòng, an ủi, mọi người đều là như thế, Ninh Huynh hơi lại giải sầu. Ninh Chuyết lại lắc đầu, chúng ta chỉ là những tu sĩ luyện khí kỳ, làm thế nào được với những vị kim đan kỳ kia. Tầm mắt của bọn họ so với chúng ta rộng lớn hơn nhiều. Cho dù không biết gì về tam tông thượng pháp, cũng có thể thông qua kinh nghiệm của bản thân để lý giải, tận lực cho bài thi. Đặt ở người ta trên thân, lại không phải như thế. Chu Trạch Thâm gật đầu, than khổ, ta cũng có suy nghĩ giống như Ninh Chuyết huynh đệ vậy. Góc bên kia, Dương Thiền Ngọc bước đến trước mặt Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng lộ vẻ mặt băn khoăn. Dương Thiền Ngọc không khỏi lo lắng bắt đầu, này, ngươi là tu sĩ trúc cơ, thi lần này ổn không? Tuổi ngươi còn quá nhỏ, tu vi lại yếu, cũng đừng vì quá nhiều trống rỗng mà bị loại bỏ nhé. Duy nhất ta mong muốn là được tham gia thi đình lần này, sau đó phân chia lợi ích nhưng phải lại nâng cao một bậc. Tôn Linh Đồng cười lạnh một tiếng, nhìn Dương Thiền Ngọc đầy vẻ khinh thường, nữ nhân, ngươi chỉ việc nhìn cho tốt thôi. Hắn nhanh chóng liếc nhìn về phía xa xa Ninh Chuyết. Sau khi Ninh Chuyết thu được tam tông thượng pháp, hắn liền không giữ lại chút nào mà chia sẻ hết cho Tôn Linh Đồng. Ninh Chuyết có thể toàn lực thi, nhưng Tôn Linh Đồng lại không được. Bởi vì hắn phải dùng danh tính của Ninh Chuyết để làm việc. Vì thế, dù biết đáp án của nhiều đề mục, hắn vẫn không thể trả lời chính xác. Tôn Linh Đồng được xem xét đến kết quả thi đình. Vì vậy, suốt cuộc thi đình, hắn vẫn chỉ là lúng túng. Muốn nắm chắc được điều này thật quá khó khăn. Các tu sĩ đang trao đổi bỗng bị tin tức đột ngột cắt ngang. Vòng thứ nhất thi đình, đánh giá thành tích thứ hạng như sau, nhập môn tiêu chuẩn. Thư Trung Quân, Chu Huyền Tích, đám người lập tức xôn xao. Hạng nhất thật quá dễ dàng, quá chói mắt nha, nhập môn tiêu chuẩn. Mọi người nhìn về phía Tôn Linh Đồng với ánh mắt kinh hoàng, phẫn nộ và khinh bỉ. Dù Tôn Linh Đồng gan to bằng trời, bỗng nhiên bị nhiều người như vậy ghét bỏ, vẫn không nhịn được nuốt xuống một chút nước bọt. Dương Thiền Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng, bước về phía trước, chắn Tôn Linh Đồng ở phía sau, rồi cười lạnh. Các vị, ai muốn được dung nham tiên cung loại bỏ, hủy bỏ tư cách tham gia kỳ thi lâu đời này, cứ việc ra tay. Mọi người trong mắt như muốn phun ra biển lửa giận dữ. Tốt lắm, bất không môn. Không ngờ lại thâm nhập vào tiên cung sâu đến vậy, mà lại biết rõ tam tông thượng pháp. Tôn Linh Đồng như thể biết tam tông thượng pháp, sao hắn chỉ luyện đồng tử công. Rõ ràng đây là gian lận trắng trợn. Chúng ta vất vả thi đỗ, trung thực thi đình, còn có kẻ trộm cắp, lại công khai gian lận. Ồ, ta sớm đã nghĩ vậy. Tôn Linh Đồng là trúc cơ kỳ, lại có thể hồn nhập tiên cung. Xông pha qua các ải, chiếm hết lợi ích của cao tu. Xem ra bất không môn nắm giữ một lỗ hổng lớn trong dung nham tiên cung. Cung linh ở đâu? Chắc chắn có gian lận. Mau mau trừng phạt. Các tu sĩ vô cùng tức giận. Long Oan Hỏa Linh tất nhiên chú ý toàn bộ quá trình, nghe được lời nói này, mắt trợn trắng, cảm thấy vô cùng vô lực. Bởi vì nó biết rõ sự thật, nó nhẹ nhàng gầm lên, các ngươi nên quan tâm đến Ninh Chuyết đây, chính là tiểu quái vật này. Nhìn thấy mọi người mơ hồ, nhìn thấy tên Ninh Chuyết đứng ở giữa bảng xếp hạng, không có gì đáng chú ý. Điều này khiến Long Oan Hỏa Linh cảm thấy vô cùng bất lực, sâu trong nội tâm lạnh lẽo càng thêm nồng đậm. Tôn Linh Đồng thầm thở ra một hơi dài. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ, không để cho thành tích của Ninh Chuyết quá nổi bật, để Ninh Chuyết tiếp tục ẩn giấu. Dương Thiền Ngọc bỗng nhiên ôm lấy hắn. Cử chỉ thân mật như vậy khiến Tôn Linh Đồng cảm thấy rất khó chịu, liền dùng hết sức lực để từ chối, tránh ra. Dương Thiền Ngọc, ngươi đang làm gì vậy? Tôn Linh Đồng kêu lên. Dương Thiền Ngọc nhìn chằm chằm Tôn Linh Đồng với vẻ sốt ruột, nói, lợi hại thật, ngươi cái tiểu tử này thực sự đã làm tăng thêm uy tín cho bất không môn chúng ta. Ngươi làm như thế nào? Có phải là thật sự đạt được tam tông thượng pháp hay là gian lận?
mau nói cho ta biết. Tôn Linh Đồng lắc đầu, ôi, ngươi thực là phiền phức. Từ xa, Ninh Chuyết cũng yên lặng quan sát, trong lòng có chút vui mừng, lão đại thực sự đáng tin cậy. Cái tên Ninh Chuyết này trong danh sách du lịch cũng không thu hút lắm, tin tức mới lại truyền đến. Căn cứ vào danh sách công tích, tính toán và đánh giá thành tích, kết quả xếp hạng như sau, Chu Huyền Tích, Thư Trung Quân, Trịnh Đan Liêm, đạt tiêu chuẩn nhập môn, Ninh Chuyết, Chu Trạch Thầm. Làm sao có thể như vậy? Ta đã rớt rồi sao? Thật đáng chết. Danh sách các vị tu sĩ sau đó xôn xao, có người kêu than thống khổ, có người ảm đạm phai mờ. Ninh Chuyết chú ý thấy, trong đây không có một vị tu sĩ kim đan, ước chừng một nửa là đệ tử đang thí luyện, một nửa khác là các vị tu sĩ trúc cơ. Nhóm tu sĩ kim đan vẫn tỏ ra sâu sắc và thông thái. Những câu hỏi trong bài thi đều chỉ đến mức luyện khí, ít câu nào đạt đến cấp bậc trúc cơ. Vì thế, dù không biết tam tông thượng pháp, nhóm tu sĩ kim đan cũng có thể dựa vào kiến thức của mình mà trả lời khéo léo. Một mặt khác, lý do không có tu sĩ kim đan nào rớt thi cũng là vì họ đã có công tích trước đó, xếp hạng ở vị trí cao. Còn những đệ tử đang thí luyện bị loại thì đáng tiếc là do kiến thức của họ còn nông cạn. Về phần những vị tu sĩ trúc cơ kia, có thể là do cả hai lý do trên. Một mặt, họ thiếu thốn công tích, mặt khác, kiến thức của họ cũng kém xa nhóm tu sĩ kim đan, thể hiện ra tác dụng nhỏ bé. Các bạn đang nghe truyện Tiên Công Khai Vật của tác giả Cổ Chân Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 427, Hàn Minh báo oán. Sau vòng thi đầu tiên, danh sách đã giảm xuống còn 23 người. Tình trạng của thứ hạng trên bảng xếp hạng đã có những thay đổi rõ rệt. Trước đây, nhóm tu sĩ kim đan chiếm lĩnh phần lớn danh sách, nhưng bây giờ các tu sĩ ở các cấp bậc khác nhau đã lẫn lộn, gồm cả luyện khí, trúc cơ và kim đan, không còn trật tự như trước. Tuy nhiên, tu sĩ kim đan vẫn là số đông nhất, chiếm hơn một nửa danh sách. Như vậy, nhóm tu sĩ kim đan đã trở thành những nhân vật chính trong cuộc thi đình này, còn các tu sĩ trúc cơ và luyện khí chỉ là những kẻ bám đuôi. Ninh Chuyết cảm thấy ánh mắt mình bỗng sáng lên vì hắn đã nhìn thấy được những hy vọng trong cách thức giám sát. Lúc này, một tin tức mới lại được truyền đến liên quan đến giới thiệu vòng thi thứ hai. Đơn giản mà nói, vòng thi đấu thứ hai sẽ áp dụng hình thức đối kháng xếp hạng để mỗi vị tu sĩ đều có thể cùng nhau tham gia một trận đấu công bằng. Tin tức về phần này đã được truyền đạt xong và ngay sau đó, mặt đất trước điện quảng trường bắt đầu rung chuyển. Sau đó, mặt đất tách ra, nuốt chửng hết cả bàn trà, rồi phun ra 10 cái lôi đài tròn. Khi những lôi đài này hoàn toàn hiện ra, mặt đất lại khép lại, trở nên phẳng lì và ngăn nắp. Những vòng sáng truyền tống lại xuất hiện bên cạnh mỗi người. Rất nhiều tu sĩ liền mở ra bộ pháp, vội vã bước vào trong những vòng sáng, tranh thủ từng giây để chuẩn bị cho vòng thi đấu thứ hai. Cũng có những tu sĩ không đi, như ngựa nhớ chuồng, và bất ngờ không thể động đậy, thì ngay sau đó, những vòng sáng truyền tống bên cạnh họ tự mở rộng, nuốt chửng họ và ép buộc truyền tống ra ngoài. Ninh Chuyết bước ra khỏi vòng sáng truyền tống, liền trở về nơi tạm trú của mình. Ninh Chuyết vội vã chạy đến phòng ốc, bái kiến Ninh Tự Phạm. Lão Tổ Tông Ninh Chuyết nói, vòng thi đấu tiếp theo sẽ càng thêm quyết liệt. Trên người ta lại có những âm mưu ẩn giấu, sợ rằng sẽ bị ám hại. Ninh Tự Phạm vuốt râu, hiểu rõ ý của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết chỉ ra rằng, chính là trên người y bị một nhóm tu sĩ kim đan gieo xuống các loại thủ đoạn giám sát. Ninh Chuyết nói với Ninh Tự Phạm rằng trước đây y cảm thấy những thủ đoạn giám sát này là để bảo vệ mình. Nhưng giờ tình hình đã thay đổi, không biết những thủ đoạn giám sát này có còn thủ đoạn khống chế hay không. Nếu như thật sự có khống chế thủ đoạn, ảnh hưởng đến việc chuẩn bị lên lôi đài chiến đấu của Ninh Chuyết thì vẫn sẽ là bất lợi như trước. Ninh Tự Phạm, ta sẽ thử giúp ngươi gỡ bỏ những thủ đoạn ấy. Ninh Chuyết lại nói, không cần phiền đến lão Tổ Tông xuất thủ. Vòng thi đấu thứ hai sắp diễn ra, ngài chính là niềm hy vọng lớn nhất của Ninh gia. Ta nghĩ rằng, việc Ninh gia ta đoạt được Dung Nham Tiên Cung cũng là điều hợp tình hợp lý. Ta nghĩ rằng, không ngại nhờ vả Chu Huyền Tích đại nhân, nhờ hắn ra mặt tạo áp lực, để ta có thể gỡ bỏ những thủ đoạn giám sát trên người. Ninh Tự Phạm khẽ gật đầu, ý kiến này không tệ, ta sẽ viết thư hỏi ý Chu đại nhân. Ninh Tự Phạm vừa viết thư thì Chu Huyền Tích cũng đang viết thư, hắn muốn gửi cho Mông Vị. Trong thư, Chu Huyền Tích ghi chép lại những mảnh vụn về ba môn công pháp liên quan đến Kính Đài Thông Linh Quyết,
Ma Nhiễm Huyết Cân Công, Ngũ Hành Khí Luật Quyết. Hắn muốn mời Mông Vị ra tay, suy nghĩ xem ba môn công pháp này có phải là Tam Tông Thượng Pháp hay không. Hy vọng mau chóng nhận được hồi âm. Chu Huyền Tích nhìn qua lỗ hổng, chăm chú quan sát bầy yêu thú xích diễm không ngừng xông vào, rồi thở dài sâu. Theo sau là Nguyên Anh Tẩu Hỏa Xà, bầy xích diễm yêu thú càng trở nên lớn mạnh hơn, uy hiếp càng tăng. Đặc biệt là gần đây, vì Long Hoàn Hỏa Linh âm thầm sử dụng sức mạnh, khiến lỗ hổng càng ngày càng lớn, không ngừng có xích diễm yêu thú xông vào. Loại tình huống này khó khăn hơn trước, nhưng mức độ nguy hiểm đã giảm bớt. Những biến hóa như vậy lại càng kích thích bầy yêu thú xích diễm. Chúng nổi lên tấn công dữ dội hơn, càng thêm hung hãn và tùy tiện. Kể từ đó, việc các tu sĩ ra vào Dung Nham Tiên Cung càng thêm khó khăn. Trước đây, Chu Huyền Tích có lẽ sẽ tự mình hành động, dù sao cũng không xa, trực tiếp đi gặp Mông Vị, thúc cái sau ở ngay trước mặt hắn để tiến hành suy tính. Nhưng hiện tại, Chu Huyền Tích càng có khuynh hướng chỉ tống xuất truyền tin. Dù sao, hắn cần bỏ ra nhiều thời gian để chuẩn bị tốt cho vòng thứ hai thi đình. Dựa theo tin tức trước đây, vòng thứ hai thi đình là đối kháng. Cái gọi là tương đối công bằng, liệu có phải chỉ là tu vi cao sẽ bị tiên cung áp chế, khiến tu vi thấp hơn cũng có cơ hội như nhau. Dù sao, trong danh sách có cả tu sĩ kim đan, trúc cơ và cả luyện khí tu sĩ. Thi đình quy định chỉ cho phép sử dụng các thủ đoạn liên quan đến cơ quan thuật. Nhưng phạm vi miêu tả này thật ra khá mơ hồ. Nếu ta có nhiều cơ quan khôi lỗi, liệu có thể trực tiếp sử dụng chúng trên lôi đài không? Nếu những cơ quan khôi lỗi của ta có chiến lực cấp bậc kim đan, sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Trong lúc Chu Huyền Tích đang suy nghĩ, một phong thư bay đến trước mặt hắn là tin tức về Ninh Chuyết. Ninh Tự Phạm lòng chứa nỗi sầu lo, điều này Chu Huyền Tích đã nhận ra. Thần bộ suy nghĩ một chút, vấn đề của Ninh Chuyết tuy nhỏ, nhưng lại kích động sự tranh chấp lớn giữa Tam gia. Những cuộc tranh chấp này đã từng khiến Tam đại gia tộc đoàn kết lại với nhau, nhưng nếu tiếp tục kéo dài sẽ khiến họ tan rã. Đây là điều mà mỗi người đều phải cân nhắc và hành động. Điều này quả thực là điều Chu Huyền Tích không muốn nhìn thấy. Vì thế, hắn quyết định lợi dụng yêu cầu của Ninh Chuyết, mời các tu sĩ kim đan của Tam gia đến thương lượng nhằm củng cố liên minh. Chốc lát sau, các tu sĩ kim đan của Tam gia vây quanh Ninh Chuyết, lần lượt gỡ bỏ những thủ đoạn giám sát trên người y. Suốt quá trình này, Chu Huyền Tích luôn chăm chú quan sát từ bên ngoài. Ninh Tự Phạm thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ dựa vào bản thân, e rằng y khó có thể một mình giải quyết được những thủ đoạn giám sát này, vừa tốn thời gian vừa tốn công sức. Nhưng hiện tại, để các tu sĩ kim đan tự mình giải trừ chúng, quả thực là không thể tốt hơn. Cuối cùng, sau khi Ninh Chuyết chủ động yêu cầu, Ninh Tự Phạm và Chu Huyền Tích đều để lại những thủ đoạn giám sát trên người y. Trịnh Song Cầu bỗng nhiên quay sang Ninh Chuyết, đưa ra một lời đề nghị giao dịch. Hắn muốn mua lại hỏa bạo hầu của Ninh Chuyết, lấy kim đan tháp đổi lấy hỏa bạo hầu. Ninh Chuyết đã lâu nay đã có kế hoạch chu toàn nhiều mặt, đang chuẩn bị sẵn sàng. Tất nhiên, Ninh Chuyết không muốn bán, từ chối ngay lập tức, nói rằng hỏa bạo hầu chưa chế tạo thành công. Bên cạnh, Chu Huyền Tích lập tức nhận ra lời nói của hắn là vô lý. Trịnh Song Cầu thản nhiên nói, dù chưa hoàn thành, cũng không được cắt đứt. Dù là nửa thành cơ quan, Trịnh gia ta cũng sẵn sàng trả giá cao để mua lại. Ninh Chuyết lần này nói thẳng từ chối, tức giận đến phì một tiếng lạnh lùng. Trong lúc đó, Mông Vị hồi âm bay đến trước mặt Chu Huyền Tích. Trong thư ghi chép, Mông Vị tự mình suy tính, xác nhận Chu Huyền Tích đoán đúng. Kia tam môn công pháp, chính là một bộ, là Tam Tông Thượng Pháp. Mông Vị nói về Ma Nhiễm Huyết Cân Công, đại khái là một công pháp mạnh mẽ. Kính đài thông linh quyết thì là tại thần hải trong đan điền tạo nên từng tòa mặt kính, trực tiếp giao tiếp với vật hữu linh. Lúc đầu, những mặt kính này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, theo tu vi tiến triển, số lượng mặt kính sẽ tăng lên, lại càng tinh khiết hơn. Chu Huyền Tích vì muốn lôi kéo người khác, chủ động chia sẻ nội dung trong thư. Ninh Chuyết bên cạnh nghe mà lưỡi cứng đờ, đủ hiểu rõ về tu vi kim đan, nguyên anh. Dù chỉ là vài lời đôi câu, cũng có thể nhanh chóng suy đoán ra những ý nghĩa tinh vi. Theo tin tức truyền ra từ vòng thi đấu thứ hai, Ninh Chuyết bắt đầu tích cực chuẩn bị cho trận chiến. Cuộc sống của hắn cũng không được yên ổn. Lần lượt có người tìm đến hắn, đưa ra số tiền lớn, không chỉ để mua lại những công pháp kim đan kỳ của hắn, mà còn có ý định hối lộ hắn, để hắn thi đấu giả. Ninh Chuyết đều từ chối toàn bộ, thể hiện ra vẻ uy nghiêm,
khiến cả Ninh Tựu Phạm cũng cảm thấy bất ngờ. Lễ trước, quân sau, rất nhiều người, thế lực vây quanh vòng thi đấu thứ hai bắt đầu triển khai những thủ đoạn ngày càng quyết liệt. Một vị trúc cơ tán tu đã chết thảm trong đêm và đến trưa hôm sau mới bị phát hiện. Tử trạng là trái tim bị xuyên thủng, hồn phách hoàn toàn biến mất. Ninh gia, Trịnh gia, Chu gia các nơi có sản nghiệp đồng thời gặp nạn. Thậm chí ngay cả toàn thư lâu trong thành Hỏa Thị, cứ điểm của họ cũng bị cướp bóc. Theo lời người chứng kiến, gây án chính là bóng đen ma tu. Nhưng rõ ràng, có thể như thế nhằm vào một tông môn siêu cấp, đại khái do một tông môn siêu cấp khác đứng sau. Vòng thứ hai thi đỉnh, bọn chúng quả thực đang chơi đến vui vẻ đấy. Chẳng bằng chúng ta cũng tham dự một tay, ngươi nghĩ sao, Hàn Minh? La Thương, người sống ẩn cư tại Tiên Thành, nhìn về phía đỉnh Hỏa Thị Sơn, cười lạnh. Hàn Minh cúi đầu, lông mày cau lại, rất nhu thuận, La Thương đại nhân, ngài muốn ta làm gì? Trong lòng hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Lâu nay hắn luôn giấu kín bản thân vì yêu thú công thành, nhưng cuối cùng vẫn bị La Thương phát hiện và ép buộc đi cùng. La Thương nói, hãy liên lạc với thành chủ, chắc chắn bọn họ sẽ rất quan tâm đến tin tức của ngươi. Mặc dù Ninh Chuyết chỉ là một tiểu bối luyện khí kỳ, nhưng hắn đã tiến vào vòng thứ hai. Nếu có chuyện gì xảy ra với hắn, Mông Vị sẽ có thể nắm được cơ hội tăng cường tấn công Chu Huyền Tích. Hai con hổ tranh đấu, cảnh tượng này sẽ càng thú vị hơn. Ha ha ha. Chương 428, lộ đề. Một vị nữ tu sĩ xinh đẹp hiện ra trong bóng tối của con hẻm nhỏ, đó chính là Hàn Minh. Tiếng gào thét của yêu thú vang lên từ xa. Hàn Minh ngẩng đầu nhìn lại, thấy một đám hồng nham ma đầu bay đến trên thành Hỏa Thị Tiên Thành. Lập tức, các chiến sĩ canh gác thành phát hiện tình huống này. Viu viu viu. Liên tiếp những thần thông vọt lên trời, sau đó nổ tung lên, đủ mọi màu sắc như pháo hoa. Rất nhiều hồng nham ma đầu rơi xuống theo đó. Một nguy cơ nhỏ đã được giải quyết một cách thuận lợi. Hàn Minh thu hẹp tầm mắt, nhìn thẳng về phía trước, nhìn qua con đường đối diện với tòa thành chủ. Ta đã rơi vào vòng xoáy của một cuộc tranh đấu lớn. Hàn Minh thở dài sâu lắng, vẻ mặt đầy vẻ đáng cay. Nếu biết trước như vậy, nàng nhất định sẽ chọn trốn xa, rời khỏi Hỏa Thị Tiên Thành một cách triệt để. Chỉ trách nàng không chịu thua, cũng không cam tâm. Cuộc chiến với Thích Bạch, nàng cũng không tham gia. Nàng bị Ninh Chuyết lôi kéo, sau khi ý thức được đã bị mắc kế, may mắn là nàng không có mặt ở đó, từ đó thoát khỏi một kiếp. Có lẽ qua những trải nghiệm này, may mắn đã giúp nàng tâm lý vững vàng, khiến nàng một mực ẩn náu trong Tiên Thành, lưu lạc đến tận bây giờ, cuối cùng bị La Thương bắt giữ, biến thành quân cờ trong tay hắn. La Thương cũng chẳng đặt lên người ta bất cứ ràng buộc nào. Có lẽ ta có thể trực tiếp chạy trốn đi. Ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, liền bị Hàn Minh lập tức dập tắt. Chính là bởi vì La Thương không đặt ra bất cứ ràng buộc nào, ngược lại để Hàn Minh vẫn giữ được cảnh giác như trước. Nàng đã đoán được, chuyện này rất có thể là La Thương đang thử thách nàng. Một khi nàng chạy trốn, La Thương nhất định sẽ bắt nàng trở lại. Đến lúc đó, cũng không phải là được đối xử tốt như hiện tại. La Thương và Thích Bạch khác nhau. Thích Bạch chỉ là một kẻ tầm thường, nhưng La Thương lại có sự nâng đỡ của các trưởng lão trong môn phái. Bản thân La Thương cũng có nội lực hùng hậu, vượt xa Thích Bạch. Lần này La Thương đến đây là vì phải chịu trách nhiệm của môn phái nên được sự ủng hộ lớn lao. La Thương có rất nhiều kim đan kỳ quỷ tướng, trong khi Thích Bạch thì không có một tên nào. Liệu sau lưng ta có phải cũng đang có một kim đan kỳ quỷ tướng đang âm thầm bảo vệ ta chăng? Hàn Minh không biết được điều này. Với tư cách là một ma tu trúc cơ đỉnh phong, muốn tìm ra xem có hay không kim đan kỳ quỷ tướng ở xung quanh thì thật là khó khăn. Tuy nhiên, với trí tuệ sinh tồn của ma tu, nàng đoán rằng nếu nàng làm theo sự sắp đặt của La Thương, có lẽ vẫn còn hy vọng. Thật muốn chạy trốn, nhưng chắc chắn sẽ thê thảm. Từ sau đêm pháo kích ấy, cung điện chủ tướng sáng rực ánh đuốc. Dưới mắt ta, ánh sáng rực rỡ bao phủ cung điện chủ tướng như một con thú dữ há miệng lớn, muốn nuốt chửng tất cả. Hàn Minh kiên quyết, bước ra khỏi bóng tối, chậm rãi tiến về phía cung điện chủ tướng. Vừa mới xuất hiện, nàng đã bị lính canh phát hiện. Ai đó? Dừng bước lại. Hàn Minh la lớn, ta chính là Hàn Minh, kẻ truy nã trọng tội của Hỏa Thị Tiên Thành. Lần này ta đến đây là để đầu thú và trình báo. Bọn lính canh nhìn nhau nghi ngờ, không dám tự quyết,
lập tức có người chạy về bẩm báo Phí Tư. Cái gì? Hàn Minh bỗng nhiên xuất hiện, lại tự động đầu thú. Phí Tư nghe tin này, trên mặt không hề có vẻ vui mừng. Trong lúc yêu thú vây thành, hắn không muốn bất cứ điều gì thêm phức tạp. Nhưng khi Hàn Minh xuất hiện, không phải vì nàng muốn chạy trốn. Phí Tư thông minh lanh lợi, lập tức hiểu ra rằng hành động kỳ lạ của Hàn Minh chắc chắn là do có người ra lệnh cho nàng. Nàng là người của Phệ Hồn Tông và đằng sau nàng là một tông phái ma đạo hùng mạnh. Nàng lần này có lẽ là đến theo lệnh của La Thương. Phí Tư càng suy nghĩ, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng. Thang đường, Phí Tư quyết định tự mình ra mặt thẩm vấn. Đồng thời, hắn vội vã truyền tin, cũng phái người đi mời Chí Đôn đến lập kế hoạch. Sau đó, Phí Tư cực kỳ cẩn thận, sợ rằng Phệ Hồn Tông sẽ tấn công thành chủ, ra tay với hắn. Bởi vì đối phương cuối cùng cũng là một tông phái ma đạo hùng mạnh. Rất nhanh chóng, Phí Tư bước vào công đường, thấy Hàn Minh bị trói lại. Hắn vỗ bàn gỗ, hỏi khẽ. Dù trong lòng lo lắng bất an, Hàn Minh vẫn mỉm cười. Dù đối mặt với tu sĩ Kim Đan uy nghiêm, nàng vẫn tỏ ra không kiêu ngạo cũng không tự ti, hiển nhiên có sức mạnh tương đương. Nàng từ từ kể lại việc bị ám toán, bị Thùy Thiều Khách hãm hại, cũng như những chuyện liên quan đến thi thể Viên Đại Thắng cho Phí Tư nghe. Mời đưa Hàn Minh vào ngục, Phí Tư gào lên. Hàn Minh từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười, hợp tác tích cực. Điều này càng khiến Phí Tư trầm mặc như nước. Phí Tư am hiểu sâu sắc đường công danh, đã chứng kiến quá nhiều âm mưu tính toán, lập tức nhận ra. Đây là Phệ Hồn Tông một bên, muốn châm ngòi hai phe Mông Vị và Chu Huyền Tích đang mâu thuẫn, có ý đồ cực kỳ độc ác. Mặc dù hắn biết rõ đây là kẻ thù tính toán, nhưng hắn cũng không dám tự mình hành động. Hắn lập tức viết thư, điều động người mang tin tức, gấp rút truyền đạt thông tin này cho Mông Vị. Yêu thú hoành hành tàn phá Hỏa Thị Sơn, thường ngày truyền tin có thể không đến được Mông Vị bên kia. Vì thế, người mang tin tức chính là Dùng Kiếm Sĩ tài giỏi, sử dụng một thanh phi kiếm, mang theo thư của Phí Tư, trên đường bắn vọt, cuối cùng đi vào đỉnh Hỏa Thị Sơn. Người mang tin tức đến trên đỉnh núi trống không, nhìn thấy cảnh tượng yêu thú hoành hành ở Hỏa Thị Sơn, hoảng sợ thất xác. Dung Nham Tiên Cung vậy mà bị tàn phá đến mức này. Nơi này yêu thú hoành hành quá kinh khủng, tiên thành bên kia hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Người mang tin tức rung động trong lòng, vội vã bái kiến Mông Vị. Mông Vị dùng thần thức quét qua, liền thấy rõ nội dung trong thư. Ninh Triết, Phệ Hồn Tông. Mông Vị nhíu mày, trầm tư suy nghĩ. Kẻ địch từ Phệ Hồn Tông này quả thật quỷ kế khôn lường, vẫn còn bất không môn. Vị Mông gia này chí tướng trầm ngâm mấy hơi thở, rồi liền đưa tay ra thi triển. Thần thông, Trường Trung Huyền Cơ, Nguyên Anh cấp bậc pháp lực tụ tập thành một bàn tay lớn, kèm theo tờ giấy viết thư, mạnh mẽ xông thẳng đến, nghiền nát vô số yêu thú, xuyên qua một lỗ hổng. Sau đó, bàn tay pháp lực lớn tách ra một phần nhỏ, bao bọc lấy tờ tin nhắn, xé rách không khí, bay về phía nơi nào đó trong tiên cung. Trước đây, ta tuyệt đối không thể làm được đến mức này. Nhưng nhờ tiên cung bị tổn hại, các chỗ cấm chế cũng yếu đi nhiều, nên ta có thể phát huy được một chút sức mạnh trúc cơ. Truyền tin đến mục tiêu, không phải người bên ngoài, chính là Chu Huyền Tích. Nhưng mượn thi đình vòng thứ nhất, Chu Huyền Tích cũng không giống như người bên ngoài, mà là đang tích cực chuẩn bị cho vòng thi đình thứ hai và đi đến hồ lô hỏa lô trong rừng. Một đám xích diễm yêu thú, lấy đạp diễm tích làm chủ, đang phóng tới nơi này. Những người phụ trách chặn đường cơ quan tạo vật lại cũng không mấy, rất nhiều tu sĩ đang vây xem không chiến. Đây chính là Chu Huyền Tích cố ý bố trí. Hắn muốn tiếp cận Kim Lô, nhưng trong này lại là hồ lô hỏa lô rừng trọng địa, người ngoài như hắn không có tư cách tiếp cận. Nếu như xích diễm yêu thú trùng kích đến gần Kim Lô, Chu Huyền Tích liền có cơ hội mượn tiêu diệt địch để đến Kim Lô, thi triển thủ đoạn, điều tra quá khứ cảnh tượng. Ninh Tiểu Tuệ sau khi chết lưu lại tin tức, bị Mông Vị suy tính sau, đạt được 4 manh mối, theo thứ tự là Ninh Triết, Tôn Linh Đồng, Trịnh Đan Liêm và Kim Lô. Chu Huyền Tích chẳng bao giờ quên những manh mối này. Hắn có nhiều kinh nghiệm phá án sâu xa, khiến hắn cảm thấy trong đó ẩn chứa vật vô cùng quan trọng. Dù vòng thi đình thứ hai sắp tới, hắn vẫn muốn thực hiện hành động này. Dung Nham Tiên Cung, Chính Điện, Long Ngoan Hỏa Linh vội vã đi lại bốn phía. Chu Huyền Tích, Chu Huyền Tích, ngươi tên này, sao mà dai như đỉa? Vì sao cứ quấy rầy ta mãi vậy? Ôi, ta sao lại xui xẻo thế này, bày ra trò này cho ngươi?
Long Hoan Hỏa Linh nghiến răng nghiến lợi, đầy oán hận với Chu Huyền Tích. Bị đẩy vào đường cùng, Long Hoan Hỏa Linh chỉ còn cách nắm lấy cổ họng, lần nữa liên lạc với Ninh Chuyết. Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân, tiểu linh đây. Nó lên tiếng, giọng yếu ớt. Dung Nham Tiên Cung bị tổn thương như vậy, Long Hoan Hỏa Linh quả thật đang trong tình trạng không tốt. Ninh Chuyết bất ngờ khi Long Hoan Hỏa Linh đột nhiên liên lạc. Hắn vội vã hỏi thăm tình trạng thể chất của Long Hoan Hỏa Linh. Long Hoan Hỏa Linh cố nén sự nôn nóng, đa tạ tiểu chủ nhân quan tâm, tiểu linh ta tạm thời chưa chết được. Chu Huyền Tích lại muốn gây phiền toái. Hắn định nhờ đến yêu thú triều để dò xét hồ lô trong rừng Kim Lô. Tiểu chủ nhân, như tiểu linh đã nói trước đó, viên đại thắng bị chế tạo cơ quan chính là dùng một cái kim lô. Nếu để Chu Huyền Tích điều tra việc này thì chẳng hay ho gì. Ninh Chuyết hơi cau mày, vội vàng khen ngợi Long Hoan Hỏa Linh, biểu rõ ý muốn lập tức ngăn cản Chu Huyền Tích hành động. Long Hoan Hỏa Linh lộ ra vẻ mặt hưng phấn, lại tiếp tục dùng giọng yếu ớt nói, tiểu chủ nhân quả là người quyết đoán, không phải kẻ phàm tục. Chúng ta bây giờ đang ở đây hợp tác, hãy vận dụng ngũ hành pháo đài, cho bọn chúng một trận nhớ đời. Ninh Chuyết lại cự tuyệt, việc này có chút không ổn. Long Hoan Hỏa Linh trừng mắt, vội vàng nói, sao lại không ổn? Tiểu chủ nhân, không thể do dự được. Ninh Chuyết thở dài, ta đang lo về công tích của ta đấy. Lần trước thi đình kết toán, công tích của ta bị móc ngược quá nhiều, nếu không phải ta kịp thời dâng lên ngã Phật tâm ma ấn, e rằng sẽ mất cơ hội thi đình rồi. Long Hoan Hỏa Linh ho khan mạnh mẽ hai tiếng, tiểu chủ nhân anh minh thần võ, quả nhiên lợi hại. Tiểu linh ta tình trạng không được tốt, không thể chăm sóc ngài chu đáo, nhưng ngài lại có thể tự mình đưa ra phán đoán như vậy, thật không phải người thường. Nhưng bây giờ, nếu như bị Chu Huyền Tích phát hiện thêm bất cứ điều gì, càng nhiều công tích thì có ích lợi gì đâu. Tiểu chủ nhân, ngài mau ra tay nã pháo đi. Long Hoan Hỏa Linh gấp đến độ vòng quanh trực chuyển. Được. Ninh Chuyết dứt khoát đáp lời, khiến Long Hoan Hỏa Linh vui mừng. Hắn bắt đầu vận dụng quyền hạn, lần nữa dâng lên 6 tầng ngũ hành pháo đài, họng pháo đều nhắm thẳng vào vị trí hồ lô rừng Kim Lô. Pháp lực mãnh liệt quán thâu, họng pháo đều sáng lên uyển chuyển hào quang. Nã pháo thôi, nã pháo thôi. Long Hoan Hỏa Linh âm thầm kích động không thôi. Ngay lúc sắp nả pháo, Ninh Chuyết lại đột nhiên nói, à, đúng rồi. Long Hoan Hỏa Linh, ngươi có biết vòng thứ hai của kỳ thi đình cụ thể là gì không? Long Hoan Hỏa Linh giật mình. Trong chớp mắt, Long Hoan Hỏa Linh lao tới trước mặt Ninh Chuyết, hung hăng đánh cho hắn một cái. Đến lúc này rồi, còn hỏi cái này hỏi cái kia. Long Hoan Hỏa Linh kêu lên, tiểu chủ nhân của ta ơi, ngươi mau nã pháo đi. Nếu không nã, chắc là không kịp mất. Ninh Chuyết lắc đầu, ta đang rất do dự đây. Cái luân pháo này khi nã xuống dưới, công tích lại có thể bị trừ. Ta vì được tham gia kỳ thi đình, đã không tiếc dâng lên ngã Phật tâm ma ấn. Nguyên do là vì ta bị buộc phải làm như vậy. Mau mau cho ta biết nội dung của vòng thi đình tiếp theo. Nếu không, ta vừa không đạt được vị trí cung chủ, cũng mất luôn ngã Phật tâm ma ấn, còn không bằng bây giờ bị người ta bắt. Long Hoan Hỏa Linh nghe vậy thì chỉ biết trầm mặc không nói gì. Các bạn đang nghe truyện Tiên Công Khai Vật của tác giả Cổ Chân Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 429, Tiên Kiến Phá Kiếp 1. Với sự bất đắc dĩ, Long Hoan Hỏa Linh chỉ có thể nói rất nhanh để tiết lộ nội dung thi đình với Ninh Chuyết. Vụt, vụt, vụt. Thanh âm gì vậy? Ninh Chuyết hỏi. Tiểu chủ nhân, ta vì tiết lộ thi đình nội dung nên đang bị Tiên Cung Hỏa Roi nghiêm trị đây. Tình hình rất nguy cấp, ngươi mau nã pháo đi. Ninh Chuyết lúc này mới ra lệnh nã pháo. Rầm rầm rầm. Với sự tập trung cao độ, ngũ hành pháp lực đã được ngưng tụ thành những quả đạn pháo, bay về hướng Kim Lô. Như ta đã dự đoán, ánh mắt Chu Huyền Tích bỗng sáng lên. Hắn đã sớm chuẩn bị cho tình huống này. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã sắp đặt xong để các tu sĩ mở ra một trận pháp tạm thời ở giữa không trung, chặn lại phần lớn những quả đạn ngũ hành. Chu Huyền Tích liền ném ra một trận bàn, chốc lát đã hóa thành một bức tường phòng ngự, ngăn cản những quả đạn còn lại. Sau đó, hắn lập tức tiến vào Kim Lô. Trước tiên, hắn thuận tay tiêu diệt vài con xích diễm yêu thú, rồi nhanh chóng tiến đến một tòa phế tích Kim Lô. Dung Nham Tiên Cung vốn có 8 tòa Kim Lô, nay chỉ còn lại 3 tòa, đã dùng hết 5 tòa rồi. 3 tòa Kim Lô hoàn hảo không cần xem xét, Ninh Tiểu Tuệ để lại manh mối,
chính là dùng hết 5 tòa kim lô kia. Kim lô thứ nhất, ta đã biết rõ tình hình, không cần tra xét thêm. Còn lại chính là kim lô thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Kim lô bị tổn hại, rất có thể là theo trình tự này. Nói cách khác, kim lô thứ năm là kim lô bị tổn hại gần đây nhất. Vậy chính là nó, Thiên Tư Kim Nhãn, công pháp Truy Căn Tố Nguyên Quyết. Sau một lát, Chu Huyền Tích đã phát hiện ra điều gì đó. Hắn thấy được một đạo vòng truyền tống trống rỗng hình thành, sau đó hướng ra phía ngoài lộ ra viên đại thắng thi thể. Cánh cửa kim lô tự động mở ra, hút lấy viên đại thắng thi thể vào bên trong. Bỗng nhiên, kim lô vang dội phát động, ngọn lửa nóng bỏng bùng lên, bắt đầu quá trình luyện hóa. Trong quá trình luyện hóa, bề mặt kim lô dần dần xuất hiện vô số vết nứt. Khi quá trình luyện hóa kết thúc, kim lô vang dội vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn. Khói mù dần tan, hiện ra một cơ quan viên hầu đứng tại chỗ, bất động. Đây chẳng phải là thí luyện của cửa ải, cơ quan viên hầu sao? Trong nháy mắt, con ngươi của Chu Huyền Tích hơi mở lớn. Cảnh tượng đến đây đã kết thúc. Chu Huyền Tích lấy lại tinh thần, phát hiện nhất luân pháo kích đã đến. Rầm rầm rầm. Hỏa pháo bao phủ bên dưới, kim lô hoàn hảo vẫn bất động, vô số yêu thú tử vong trong ngọn lửa. Trước đó, Chu Huyền Tích đã bố trí tạm thời pháp trận, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được, bị ngũ hành pháp lực tàn phá bừa bãi bên dưới. Chu Huyền Tích bao phủ mình trong kim quang, chìm đắm trong trận oanh tạc, vẫn bất động. Nhưng một luồng sức mạnh cường đại đã từ chối không cho hắn đi ra ngoài. Chu Huyền Tích cảm thấy bất đắc dĩ. Đều là người, nhưng sức mạnh này lại bắt nguồn từ tiên cung cấm chế. Trong mắt yêu thú không có, nhưng Chu Huyền Tích lại không thể lưu lại nơi đây lâu được. Chu Huyền Tích tham dự thi đình chính là muốn tranh thủ vị trí cung chủ tiên cung, không muốn cứng rắn chống lại sức mạnh này, chỉ đành phải tạm thời thuận theo. Vừa rời khỏi kim lô, liền có một truyền tin truyền đến, chậm rãi lơ lửng trước mặt hắn. Đó là tin của Mông Vị. Chu Huyền Tích nhìn truyền tin, mỉm cười, chỉ có thế à. Hắn lơ đễnh. Dù cùng là dính tới vụ việc, nhưng sau khi Ninh Chuyết nhận tội và đền tội, hắn đã thừa nhận rằng mình đã thu được xác của Viên Đại Thắng và bị Tôn Linh Đồng bắt giữ. Hàn Minh chưa từng thấy qua diện mạo thật của Thủy Thiều Khách, chỉ biết rằng hắn đã lấy được xác của Viên Đại Thắng. Nghĩa cốt kim kiên, Viên Đại Thắng càng là có tiên tư. Không lạ gì mà sau khi chết, ma đạo chân kinh của hắn vẫn còn lưu lại trong thể nội. Ninh Chuyết không biết giá trị thật sự của Viên Đại Thắng, liền đem xác ấy giao lại. Bất Không Môn Tôn Linh Đồng, Thủy Thiều Khách bọn họ không chỉ đạt được ma đạo chân kinh mà còn lợi dụng kim lô biến Viên Đại Thắng thành một cơ quan viên hầu. Cái cơ quan viên hầu kia chắc hẳn chính là con đường để hồn nhập tiên cung. Trước đây, mọi người đoán rằng nó là một bộ phận của tiên cung do Tam Tông Thượng Nhân bố trí. Không ngờ, đây lại là mưu kế của Bất Không Môn. Bất Không Môn đã lâu nay luôn tham lam nhìn ngó dung nham tiên cung thấm sâu vào bên trong. Chúng không chỉ có thể đổi tên, trong các cuộc thử thách còn giành được cơ quan viên hầu, ngăn cản những người tu luyện khác, hơn nữa còn lợi dụng kim lô để vụ lợi cho bản thân. Có lẽ, con đường để hồn nhập tiên cung mà chúng đã từng quấy nhiễu cũng đều là do Bất Không Môn bày ra những mưu kế ấy. Phủ thành chủ đã sớm bắt được hai vị ma tu của Phệ Hồn Tông, có mắt như tam giác, mũi như chim ưng, vì thế cho rằng Thủy Thiều Khách và Tôn Linh Đồng đều là đệ tử của Bất Không Môn. Ninh Chuyết đã nhận tội, ta sớm đã cùng Mông Vị liên lạc. Nay hắn lại mang tin tức đến báo cho ta, không biết có ý gì. À, ta đã hiểu rồi. Chu Huyền Tích hơi cảm thấy nghi hoặc, rồi chợt giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hừ lạnh một tiếng, lão già này thật là mưu trí. Lúc này, Chu Huyền Tích viết một phần truyền tin, sắp xếp người mang tin tức, đưa ra ngoài cho Mông Vị. Mông Vị đã sớm chờ đợi, nhìn thấy truyền tin, lập tức bay ra tiếp ứng. Được Chu Huyền Tích đáp ứng, Mông Vị lúc này truyền lệnh cho Phí Tư, ngay lập tức hành động. Ninh Chuyết vẫn chưa biết Hàn Minh đã tự thú. Nhưng hắn rõ ràng biết Chu Huyền Tích đã thăm dò qua tòa kim lô số 5. Điều này khiến hắn nhận ra việc luyện chế viên đại thắng cùng kim huyết chiến viên đại thắng đã lộ ra ánh sáng. Nếu như Chu Huyền Tích biết được kim lô dung luyện tiên tư hội tự hủy cơ chế, viên đại thắng có tiên tư sự tình cũng sẽ bị bại lộ. Ninh Chuyết cảm thấy may mắn cho chính mình, may mắn lúc trước, tại Từ Ấu Viên, ta đã đưa ra quyết định chính xác là bán đứng Tôn lão đại, hướng về Chu Huyền Tích nhận tội, đền tội. Chương 430, Tiên Kiến Phá Kiếp 2.
Nếu như trước đây, hắn sẽ không hành động như vậy, thì không thể tiết lộ được bí mật rằng Viên Đại Thắng đã giao cho Bất Không Môn. Không có hành động này để dẫn dụ trước, Chu Huyền Tích khi điều tra về Kim Lô, tất nhiên sẽ phát hiện ra mối họa ngầm này. Nhưng lúc này, Ninh Chuyết đã không còn ngã Phật Tâm Ma Ấn để bảo vệ mình nữa. Dù hắn có thể tạm thời giả vờ, chỉ cần Chu Huyền Tích bắt được hắn, khiến hắn không thể tự do hành động, hắn cũng sẽ rơi vào thế bất lợi, cuối cùng bị phơi bày và thất bại. Hắn có thể tạm thời an toàn vượt qua lần này là nhờ những hành động trước đó. Một bước đi sai lầm, dù lúc đó không có gì, nhưng về sau sẽ khó có cơ hội thay đổi. Ninh Chuyết nhìn xa trông rộng, cũng là nhờ hơn 10 năm chuẩn bị, đã bố trí nhiều phòng tuyến ở bước thứ hai, giúp hắn vượt qua tai ương này. Chu Huyền Tích ngày càng trở nên phiền toái. Tên gia hỏa này dám để ý tới Kim Lô. Hôm nay pháo kích, dù đã ngăn cản hành động tiếp theo của hắn, nhưng lại bộc lộ ra rất nhiều bí mật. Trải qua chuyện này, Chu Huyền Tích tất nhiên nhận thức được Bất Không Môn rất chú ý đến Kim Lô, càng thêm xác nhận trong Kim Lô có manh mối trọng đại. Hắn nhất định sẽ tiếp tục thử, lần tiếp theo sẽ chuẩn bị chu đáo hơn. Đau đầu thật. Thứ Ninh Chuyết phải đối mặt, không chỉ là thi đình, không chỉ là tiếp tục cùng Tôn Linh Đồng phối hợp trước mặt đại chúng, hắn còn phải ứng phó với Chu Huyền Tích không ngừng truy đuổi. Nếu Chu Huyền Tích chỉ chuyên chú vào thi đình, sẽ khiến Ninh Chuyết thảnh thơi rất nhiều. Nhưng thực tế và ý tưởng thường thường có sự chênh lệch rõ ràng. Ninh Chuyết chỉ có thể bị ép phải tập trung toàn bộ tinh lực, luôn canh chừng động tĩnh của yêu thú. Một khi có yêu thú nào đó có ý định tấn công Kim Lô, hắn liền muốn sớm ra tay pháo kích, cố gắng không để Chu Huyền Tích có cơ hội. Trước đây ta đã lựa chọn chức vụ đài chủ của ngũ hành pháo đài, đó cũng là một quyết định đúng đắn. Chức vụ đài chủ của ngũ hành pháo đài, hắn đã nắm giữ nhiều lần, thể hiện ra sức mạnh và giá trị to lớn của nó. Chức vụ y quán trưởng cũng rất hữu dụng. Ninh Chuyết lặng lẽ đi vào khu vực trị liệu trung tâm, bí mật gặp gỡ Tôn Linh Đồng. Hắn chia sẻ với Tôn Linh Đồng tất cả những tin tức mới vừa thám thính được từ nơi Long Ngoan Hỏa Linh về tình hình thi đình. Hắn lại lấy ra một kim đan cơ quan viên hầu và đại thắng chiến viên huyết. Trước mặt Tôn Linh Đồng, Ninh Chuyết phát động nhân mệnh huyền ti thần thông, khiến đại thắng chiến viên huyết hiện ra. Viên đại thắng linh tính lơ lửng giữa không trung, hình dạng tròn như cầu. Trên cái cầu thân ấy hiện ra một cái hầu đầu, vô cùng sống động. Hầu đầu không hề ồn ào, mà là trang nghiêm nhìn Ninh Chuyết, phát ra âm thanh, chủ nhân. Ninh Chuyết gật đầu với hắn, ta có một nhiệm vụ, muốn ngươi đi làm. Trong một khoảng thời gian tới, ta muốn ngươi ẩn núp đến cái cơ quan thân thể ấy. Chờ ta ra lệnh, ngươi liền phát động phản kích. Ninh Chuyết nói xong, pháp lực của hắn tràn đến cái lưỡi dưới đáy, nơi đó cất giấu một đóa kỳ hoa. Pháp lực quán thâu đến vân ẩn hàm bao bên trong kỳ hoa, khiến nó tỏa ra một đám khói mây. Ninh Chuyết phun ra một đám mây khói bao phủ lấy viên đại thắng linh tính, khiến nó trở nên mờ ảo, nhưng vẫn còn tỏa ra một luồng khí linh diệu xung quanh. Ninh Chuyết lấy những tia khí linh ấy, nhét vào bên trong cơ thể của cơ quan viên hầu. Ninh Chuyết cho viên đại thắng thử nghiệm cơ thể mới một thời gian, rồi lại ra lệnh cho nó ẩn giấu. Sau đó, Ninh Chuyết mở ra cơ thể của cơ quan viên hầu, lấy ra nhiều bộ phận bên trong, cất chúng vào khu trị liệu trung tâm. Ninh Chuyết bàn bạc xong với Tôn Linh Đồng, liền trở về chỗ ở tạm, rồi tự mình đến gặp Ninh Tự Phạm. Lão Tổ Tông, vòng thi đấu thứ hai sắp diễn ra, ta nghĩ lại vẫn cảm thấy giao vật này cho ngài sử dụng là tốt nhất. Nói xong, Ninh Chuyết lấy ra cái kim quan viên hầu, trực tiếp giao cho Ninh Tự Phạm. Ninh Tự Phạm cảm thấy kinh ngạc, vô ý thức dùng thần thức liếc nhìn toàn bộ kim đan cơ quan viên hầu. Cơ quan viên hầu có thân hình cao lớn, gần 2 trượng. Xương cốt và khớp nối đều bằng một loại kim khí huyền diệu. Phía trước ngực và sau lưng chủ yếu được làm bằng đồng đỏ. Móng tay và răng lại được tạo ra từ kim cương. Toàn bộ cái cơ quan viên hầu này được chế tạo bằng những vật liệu cực kỳ quý hiếm và tinh xảo. Tuy nhiên, so với vẻ bề ngoài ấn tượng, bên trong cái kim đan lại trống rỗng, cần phải bổ sung rất nhiều bộ phận mới có thể hoạt động được. Tiểu Chuyết à, không sai, ngươi không tệ. Ninh Tự Phạm vuốt râu, cảm thấy hài lòng, như vậy, tâm ý hiếu kính này của người, ta liền nhận. Vòng thứ hai của thi đình, hoàn toàn có khả năng cần dùng nó. Khi tin tức về vòng thứ hai thi đình truyền đến, hắn liền bắt đầu nghĩ đủ mọi cách, tích cực chuẩn bị trên mọi phương diện. Tất nhiên, hắn muốn lấy được cái kim đan cấp cơ quan viên hầu trong tay Ninh Chuyết. Tuy nhiên, vì phải tôn trọng trưởng bối và mặt mũi của chính đạo,
nên hắn không tiện trực tiếp yêu cầu Ninh Chuyết. Lần này, Ninh Chuyết chủ động dâng lên, khiến Ninh Tự Phạm cảm thấy được an ủi. Hắn nghĩ rằng Ninh Chuyết vẫn là người Ninh gia, hành động trước đó để bảo vệ mình cũng không sai. Giờ đây, hắn lại có tấm lòng hồi đáp. Phần này là băng điêu bí điển trong kho tàng của ta, ngươi cứ lấy về xem nhé. Ninh Tự Phạm lấy ra một tấm ngọc giản từ trong chiếc nhẫn chữ vật. Ninh Chuyết bỗng nhiên tỏ ra vui mừng, vội vàng nhận lấy, lập tức cung kính tạ ơn. Khi gặp Ninh Tự Phạm mở ra cơ quan viên hầu, Ninh Chuyết liền lịch sự lui ra. Hòa thị tiên thành, phủ thành chủ, Phí Tư nhận được hồi âm từ Mông Vị, lập tức bắt đầu hành động. Hắn tiến vào địa lao, gặp được Hàn Minh, thẳng thắn nói, như ngươi nói, Thùy Thiều Khách dùng ngươi để giúp hắn tăng cường hồn phách sao? Bản quan ta không tin điều đó. Được rồi, ngươi hãy thể hiện ra đi, dùng nó lên người ta. Các bạn vừa nghe xong tập 43 của bộ truyện Tiên Công Khai Vật của tác giả Cổ Chân Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.